thần cấp ở rể. Chương 481, hàng phỏng chế. Diệp Vô Phong trực tiếp giao những việc này cho Lâm Thư Âm kinh doanh, dù sao vợ anh là một thiên tài bẩm sinh trong giới thương trường, đầu óc kinh doanh cực kỳ nhạy bén. Lúc này Diệp Vô Phong đang ngồi trên ghế đá trong công viên, trời đang vào thu, không khí mang đến cảm giác mát mẻ. Mọi người xung quanh đi tới đi lui, không có cách nào tưởng tượng được nơi này có một trận chiến tàn khốc xảy ra mấy ngày trước du kinh hồng xuất hiện trước tầm mắt đang quan sát bốn phía diệp vô phong với một chiếc váy dài không phù hợp với ấn tượng trong trí nhớ của diệp vô phong anh kinh ngạc nhìn du kinh hồng cô nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành và tôi muốn vẫn nằm trong tay anh mấy ngày hôm trước anh kiên quyết không đưa nó cho tôi rốt cuộc anh có mục đích gì khuôn mặt du kinh hồng lạnh tanh nhìn anh diệp vô phong mỉm cười cô nói vậy không đúng rồi cứ như tôi là người có mục đích không trong sáng gì vậy tôi toàn tâm toàn lực hoàn thành nhiệm vụ cô giao cho tôi thế cơ mà, tại mấy hôm nay tôi bận việc, cho nên không có thời gian gặp mặt cô. Du Kinh Hồng đương nhiên không tin lý do này, việc của công ty Hoa Cường đều được Lâm Thư Âm giải quyết, còn Diệp Vô Phong mỗi ngày đều không có chuyện gì làm đi lại vẩn vơ, sau khi Lâm Thư Âm xong việc thì đưa cô ấy đi ăn tiệc, đi ngắm cảnh. Thời gian này là khoảng thời gian sống phóng khoáng nhất. Mà Diệp vô phong rõ ràng đang lừa gạt cô, bức tranh kia chắc chắn có vấn đề nên anh ta mới chỉ hoãn không giao cho cô. Audio điện tử võ tấn bền. Cô nheo mắt nhìn Diệp Vô Phong, trong lòng đang đoán Diệp Vô Phong mưu tính điều gì. Nhưng Diệp Vô Phong lại lấy một hộp dài dưới ghế ra, để ở một bên. Đây là bức tranh cô muốn, cô có thể kiểm tra. Du Kinh Hồng vốn tưởng rằng lần này gặp Diệp Vô Phong sẽ lùi thời gian giao tranh cho cô, không ngờ anh lại đưa ra bức tranh một cách đơn giản như vậy. Điều này khiến cô ngẩn người. Trong khoảng thời gian này, cô đã chờ Diệp Vô Phong liên lạc với mình, thậm chí còn gửi một vài tin nhắn cho anh, nhưng câu trả lời cô nhận được là chờ một chút, hiện giờ tôi đang bận, hết bận sẽ liên lạc với cô sau. Với lòng vẫn còn một chút nghi ngờ, cô cầm chiếc hộp lên và mở nó ra, thì thấy một bức tranh đang được cuộn gọn bên trong, mặc dù chưa được mở ra, nhưng ánh hào quang kỳ lạ trên đó phả vào mặt cô. Du Kinh Hồng biết ngay đây là bức tranh mã đáo thành công mà cô tìm kiếm. Đừng dùng ánh mắt nghi ngờ ấy nhìn tôi. Nếu như tôi đã đồng ý làm nhiệm vụ này thì đương nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi đã đưa bức tranh cho cô. Nếu như cô vẫn chưa yên tâm thì có thể tìm một người chuyên nghiệp kiểm tra nó. Diệp Vô Phong hoàn toàn không lo lắng về bức tranh, bức mã đáo thành công trên tay Du Kinh Hồng được anh lấy từ nhà Âu Dương. Nếu bức tranh này là giả. Vậy chứng minh nhà Âu Dương căn bản không có bức tranh nổi tiếng, mã đáo thành công này. Du Kinh Hồng gật đầu khẳng định, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm người kiểm tra, hiện giờ công ty Hoa Cường của anh đã thành công tiến vào tỉnh Liêu Đông, tình huống hiện tại có thể nói có lợi với hai bên. Diệp Vô Phong nhún vai, chuyện này là sự thật mà, nhưng người bị ràng buộc thì luôn cảm thấy khó chịu, chẳng qua từ khi tham gia vào Hồng Thuấn, luôn có việc phải làm nếu không công ty Hoa Cường sao có thể tung hoành như vậy ở Liêu Đông này? Công ty Hoa Cường thuận lợi xâm chiếm thị trường Liêu Đông căn bản cũng bởi vì có quan hệ với phía trên. Nếu như giải quyết giải quyết xong các công ty tập đoàn và gia tộc tại Liêu Đông mà phía trên vẫn chèn ép công ty Hoa Cường thì công ty Hoa Cường không có biện pháp nào giành hạng mục đấu thầu đơn giản như vậy, càng không có cơ hội ký kết giấy tờ hợp đồng sau khi lấy được đấu thầu một thuận lợi như được bật xanh. Du Kinh Hồng lạnh nhạt nói: Tôi đã nói rồi đây là cục diện có lợi cho cả hai phía, dòng họ Âu Dương luôn cậy mình là vua sứ mù tại Liêu Đông mà lộng quyền, toàn tính một tay che trời, thậm chí không để người của chính phủ phái xuống vào mắt, Liêu Đông cần một thế lực mới nhúng tay vào. Diệp vô phong gật đầu, mà thế lực kia chính là công ty Hoa Cường. Trên mặt Du Kinh Hồng hiện lên nụ cười, dù sao công ty Hoa Cường đã có anh, đương nhiên có thể chống lại dòng họ Âu Dương, Âu Dương lôi dù mạnh như thế nào cũng không thể mạnh bằng người đã từng đứng đầu long môn trước kia. Diệp vô phong bất đắc dĩ nhún vai, tôi không còn là người đứng đầu long môn nữa rồi, hơn nữa nếu đã hợp tác với hồng thuẫn của các cô, thì tôi chắc chắn không còn liên hệ với long môn bên kia nữa. Du Kinh Hồng Nước nhìn Diệp vô phong, cô đương nhiên không tin Diệp vô phong sẽ dừng liên hệ với long môn, không phải anh ta đã tìm đường chạm, một trong tứ đại thiên vương long môn trong trận chiến đấu anh liệt lần đầu tiên với độ biên hay sao. Nhưng chỉ cần Diệp vô phong không làm chuyện gây hại tới đất nước, cô sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cô đặt một tập tài liệu vào trong tay Diệp Vô Phong, mục đích cô gặp Diệp Vô Phong lần này, ngoài trừ việc phải lấy mã đáo thành công, thì còn có chuyện quan trọng hơn phải nói với Diệp Vô Phong. Mà đây cũng là nhiệm vụ tiếp theo của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong hình như cũng xứng người, dù sao anh mới giải quyết xong chuyện bên này, công ty Hoa Cường cũng mới tiến vào Liêu Đông, kết quả tập tài liệu này lại quyết định bước kế tiếp của anh. Anh nhìn Du Kinh Hồng rồi cười khổ, như thế này có phải quá nhanh không? du kinh hồng mỉm cười nói yên tâm cậu cứ xem tài liệu trước đi còn lúc nào đi thì sẽ thương lượng với cậu sau diệp vô phong phải chấp nhận du kinh hồng đã nói đến mức này anh cũng không có cách nào từ chối chỉ có thể cầm lấy tập tài liệu du kinh hồng mỉm cười cầm bức tranh rời đi để lại cho diệp vô phong một khoảng không gian riêng tư diệp vô phong mở công viên một lúc lâu mới rời đi lúc trở về phòng của mình anh lộ ra một nụ cười sao rồi Nhìn thấy bí ẩn bên trong chưa? Bên trong phòng của anh, nhóm người Đường Trảm cẩn thận đứng phân tích bức tranh trước mặt. Mà nếu như Du Kinh Hồng nhìn thấy bức tranh này đương nhiên sẽ kinh hãi, bởi vì bức tranh này giống hệt bức tranh Mã Đáo thành công trong tay cô. Thì ra Diệp Vô Phong cố tình kéo dài thời gian là vì chuyện này. Đó là để sao chép bức tranh này, dù sao đây chính là bản đồ kho báu của Lâu Lan, nhưng Đường Trảm lại nghiêm mặt sầu não nhìn Diệp Vô Phong. Lão đại không phải tôi đã nói rồi sao đây chỉ là một tấm bản đồ không trọn vẹn anh có bắt chúng tôi nhìn cả ngày chúng tôi cũng không nhìn ra cái gì đó tiểu yêu ở bên cạnh cũng nói lão đại đường trảm nói đúng đó chỉ là một bức tranh mà thôi chúng tôi không thể nhìn ra cái gì xem ra chúng ta phải thu thập các bức tranh khác nhưng chuyện này cần phải mất một khoảng thời gian vậy chúng ta cất bức tranh này đi trước diệp vô phong không làm khó nhóm đường trảm đường trảm cười tùm tìm tới gần lão đại tôi nghe nói anh cùng Du Kinh Hồng có quan hệ hợp tác, tôi thấy chuyện này không đơn giản vậy đâu, chẳng có lẽ anh muốn Du Kinh Hồng trở thành chị dâu của bọn tôi à? Diệp vô phong tức giận nói, trong đầu cậu chứa cái gì đó. Nếu có thời gian nghĩ mấy cái linh tinh này thì không bằng nghĩ cách khiến Long Môn trở lên lớn mạnh, rồi làm sao có thể giết chết vô thú kia. chương 482, vẫn còn người dám ra tay. Đường chảm bất lực với chuyện này, anh cũng muốn giết vô thú kia, nhưng long môn không có diệp vô phong như rắn mất đầu, căn bản không có cách nào xoắn thành một sợi dây thừng, dù sao long môn trở lên huy hoàng như ngày hôm nay cũng nhờ có diệp vô phong làm người chỉ huy. Mà hiện giờ long môn lại thiếu mất đi PV, tứ đại thiên vương không ai phục ai, nội bộ tranh đấu, vua thú mới có thể thừa dịp đó chiếm đoạt tài nguyên của long môn. Lúc này, long môn nghiễm nhiên được chia thành bốn thế lực, tuy bốn thế lực đó không hề yếu, nhưng tuyệt đối không thể trở thành đối thủ của vua thú được. Cho nên Đường Trảm tới nơi này với hy vọng Diệp Vô Phong sẽ trở về Long Môn, đè bẹp vua thú xuống dưới chân. Lão đại không phải không biết Long Môn hiện giờ như thế nào, nếu như anh không quay trở lại, Long Môn cũng chỉ có thể luôn trong tình trạng sụp đổ thôi. Diệp Vô Phong cau mày, nhưng anh vẫn từ chối lời đề nghị của Đường Trảm, cậu nên từ bỏ cái suy nghĩ này đi thôi, ngay từ lúc đầu khi rời khỏi Long Môn tôi đã nói với các cậu mình sẽ không quay lại mọi người nên đề cử một người mà tất cả mọi người đều tin cậy lên chức vị đứng đầu long môn này thôi. Đường Trảm kiên quyết nói, tất cả mọi người đều nghĩ vị trí đó thuộc về anh, kẻ nào dám ngồi lên vị trí đứng đầu đó là đang tìm chết, dù sao người có thể đánh bại được bốn vị thiên vương cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Diệp vô phong tay tay nói, được rồi, mọi người vẽ tấm bản đồ không hoàn chỉnh trong bức tranh này ra đi, tôi sẽ tìm cách lấy được những tấm bản đồ khác. Tuy Diệp vô phong hợp tác với Hồng Thuấn, thậm chí vì gia đình của anh mà cố gắng phối làm nhiệm vụ mà Hồng Thuẫn đưa ra, nhưng không có nghĩa anh không có chút tư lợi cho bản thân mình. Hơn nữa ai biết nếu anh thực sự nói thẳng ra thì Hồng Thuẫn sẽ làm chuyện gì với bất lợi với anh. Ai cũng phải để cho bản thân một lối thoát. Nghĩ một lúc, anh mở tập tài liệu Du Kinh Hồng đưa cho anh, nhìn nội dung trên đó lại suy tư. Xuân Thành à, Xuân Thành chắc là địa bàn nhà họ Nguyên, tôi nhớ nhà họ Nguyên tại Xuân Thành nổi tiếng cả vùng Liêu Tây đó. Xuân Thành là thành phố phát triển nhất Liêu Tây, nhà họ Nguyên chiếm phần lớn tài nguyên của thành phố này, thậm chí có thể nói có được hầu hết nguồn lực của Liêu Tây. Dòng họ Nguyên với dòng họ Âu Dương đương nhiên chỉ có mạnh hơn, thuộc về các dòng họ đứng đầu tại Trung Quốc. Diệp Vô Phong không ngờ đối tượng mà Du Kinh Hồng muốn anh đối phó lại là dòng họ Nguyên tại Xuân Thành. Dòng họ Nguyên tại Xuân Thành là vị trí của bức tranh tiếp theo. Đường Trảm đứng dậy, tò mò nhìn nội dung tập tài liệu. Đây là bước dấu bé dấu bé vạn sơn hồng biến Datato Magpas Datato pass dấu lớn dấu lớn của Lý Mậu Sâm. a à, tôi đã từng thấy bức tranh này rồi. Lời nói của đường trảm khiến Diệp vô phong tò mò không thôi, anh không nhớ đường trảm có quan hệ gì với nhà họ Nguyên. Dù sao việc kinh doanh năm đó của Long Môn không liên quan nhiều tới Trung Quốc, cho nên thành viên trong Long Môn cũng rất ít tới Trung Quốc. Trừ phi đó là kỳ nghỉ phép. Mà đường trảm càng ít đến đây hơn, vì đường trảm cũng chỉ đến nước malaysia canada nghỉ ngơi đó là những nơi thích hợp để du ngoạn và tán gái hơn đường trảm chắc chắn gật đầu đương nhiên lần đầu tôi tới trung quốc mục đích chính là tới nhà họ nguyên tại liêu tây bởi vì một em gái tôi quen biết bị một tên nhóc nhà họ nguyên bắt nạt tên khốn đó hình như tên là nguyên đạt tiêu chẳng qua sau này tôi đã thiến tên đó rồi trong mắt anh ánh lên tia vui vẻ diệp vô phong không hứng thú với yêu hận tình thù của đường trảm anh chỉ muốn biết bức tranh dấu bé dấu bé Vạn Sơn Hồng biến Data to mark pass Data Tompass dấu lớn dấu lớn trông như thế nào. Nếu biết nó nhìn ra sao, anh sẽ dễ tìm hơn nhiều. Cậu trả lời vào nội dung chính đi dấu bé dấu bé Vạn Sơn Hồng biến Data to mark pass Data Tompass dấu lớn dấu lớn chính xác nhìn như thế nào. Diệp Vô Phong khó chịu nhìn Đường chảm. Đường chảm suy nghĩ một chút, tôi nhớ bức tranh đó lấy màu đỏ làm chủ đạo, đó là màu đỏ làm người ta phải rung động một màu đỏ rực rỡ. Diệp Vô Phong sau khi có được thông tin cũng không hài lòng, anh chăm chú nhìn Đường Trạm, nếu như tôi tới Xuân Thành, cậu nhớ cũng phải tới đó, có khả năng tôi cần cậu tìm hộ bức dấu bé dấu bé Vạn Sơn Hồng biến data tomac pass data tomac pass dấu lớn dấu lớn đó. Đường Trạm vỗ ngực, chuyện này anh cứ yên tâm, tôi rất quen bố cục nhà họ Nguyên, để tôi đi vào chắc chắn có thể tìm ra nơi cất bức tranh đó. Lúc này Diệp Vô Phong mới nở nụ cười, tốt vậy giao nhiệm vụ này cho cậu. Đương nhiên Diệp Vô Phong biết hiện giờ mình không cần phải vội đi Xuân Thành, cần phải lập kế hoạch chắc chắn, cũng cần đợi công ty Hoa Cường ổn định tại Liêu Đông. Mặc dù biết những doanh nhân ở tỉnh Liêu Đông sẽ nhường đường cho công ty Hoa Cường nhưng dù sao cũng phải gặp chuyện đau đầu. Những doanh nhân ỷ mình tồn tại tại Liêu Đông thời gian lâu như vậy, nhân lực và tài nguyên cũng lớn hơn công ty Hoa Cường nên sẽ làm một số hành vi cướp đoạt với công ty Hoa Cường hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của anh. Tinh, tinh, tinh tương đương tương đương tương đương. Vừa nghĩ đến đây, điện thoại của Lâm Thư Âm vang lên, là Lâm Thư Âm gọi tới. Diệp vô phong nhấn đồng ý nghe điện thoại. Sao thế vợ? Em đang trên đường lái xe về nhà, nhưng xe của em đang bị người ta chặn lại, nhiều người tụ tập ở đây lắm. Giọng nói Lâm Thư Âm tràn ngập sợ hãi. Diệp vô phong cau mày, trên mặt phừng phừng lửa giận, tại sao? ở liêu đông này vẫn có người dám ra tay với em, em đang ở đâu, anh lập tức tới tìm em bây giờ, bảo Hàn Kỳ bảo vệ em trước, em không thể bị thương được. Lâm Thư âm nói cho anh biết vị trí của mình, anh lập tức cất điện thoại rồi lao ra ngoài. Hiện giờ lái xe cũng không nhanh bằng việc anh dùng toàn lực đi con đường tắt, lúc này anh như một bóng ma xuất hiện trên tất cả con ngõ lớn nhỏ trong phố, tốc độ rất nhanh, nhanh tới mức người nhìn thấy còn tưởng mình bị hoa mắt. Nhóm đường chảm đã chuẩn bị sẵn vũ khí, Đi theo hướng của Diệp Vô Phong, tuy tốc độ của bọn họ không nhanh bằng Diệp Vô Phong nhưng sự trợ giúp của bọn họ tuyệt đối sẽ không muộn. Chỉ cần Diệp Vô Phong cần bọn họ, bọn họ có thể ngay lập tức vào vị trí chiến đấu. Diệp Vô Phong tức giận, hiện giờ tài nguyên nhà Âu Dương tại Liêu Đông đã bị công ty Hoa Cường nuốt gọn, có thể nói không ai có thể sánh được danh tiếng và uy tín của Lâm Thư Âm tại Liêu Đông. Giống như Âu Dương lôi năm đó, sao có kẻ dám tấn công Lâm Thư Âm ngay trên đường lớn như thế? chuyện này không hợp lý. Lâm Thư âm trốn trong xem, chiếc xe này thuộc loại xe chống đạn cao cấp, có giá trị chế tạo lên đến 10 triệu đô la Mỹ, tất cả vật liệu đều được làm bằng kim loại chống đạn và kính cường lực có thể chống được bom C4. Ngay cả khi có súng máy xả thẳng vào thân xe, nó cũng chỉ để lại vết xước mờ mờ. Vì vậy Lâm Thư Âm chỉ hơi kinh hãi khi nhìn thấy chiếc xe bị bao vây, chứ hiện giờ cô vẫn tạm thời an toàn. Hàn Kỳ đang ngồi ghế lái phụ, sắc mặt âm trầm, anh cầm khẩu súng tiểu liên trên tay thật chặt, nhưng anh cũng không dám hạ cửa sổ xuống, bởi vì cửa kính mở sẽ cho những người kia cơ hội ném bom vào. Anh không xác định được đối phương có cầm bom trong tay hay không. Chương 483, tử thủ. Chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội, dường như bọn họ đã tìm được cách, đó là lật xe. Lật xe bọn chúng lên, ném bom xăng vào, một thanh niên trẻ tuổi có vẻ là người chỉ huy, gã hét lên với chục người phía sau chiếc xe 5 tấn trao đảo dưới sức lực của hàng chục người, chiếc lốp bên trái bắt đầu trao đảo trên không trung M. Hàn Kỳ đã biết đối phương muốn làm gì, anh quay đầu nhìn Lâm Thư Âm, Tổng Giám Đốc Lâm, một lát nữa chúng tôi sẽ ra ngoài ngăn cản bọn chúng làm chuyện này, nhưng cô ở trong xe tuyệt đối không thể mở cử sổ xe, bên cạnh chỗ ngồi của cô có một ngăn nhỏ để súng lục. Mặc dù đối mặt với số lượng kẻ thù lớn như thế thì khẩu súng đó cũng vô ích, nhưng hãy kiên trì. Kiên trì cho tới khi Diệp Đồng tới. Hàn Kỳ nói với con mắt tràn ngập kiên định, ngay khoảnh khắc mười mấy người sắp lật được chiếc xe, Hàn Kỳ đã mở cửa xe lao ra ngoài. Xe đã thẳng đứng sang một bên, cho nên lúc anh ra khỏi xe thì phải đứng lên cánh cửa xe, anh yêu cầu tài xế khóa cửa, rồi trực tiếp chĩa súng tiểu liên vào đối kẻ địch đang muốn tiếp tục lật ngửa chiếc xe. Viên đạn lập tức găm vào vài người, bọn chúng ngã xuống đất hét lên đau đớn. Do 7 8 người ngã xuống đất nên những người còn lại không những không còn sức để lật xe mà còn bị xe đè lên người. Tất cả bọn chúng chỉ có thể lui lại một lúc. Nhưng lúc này Hàn Kỳ chỉ có một mình, súng tiểu liên xả đạn xung quanh. Mặc dù anh biết hành vi này sẽ khiến anh gặp rất nhiều phiền phức, nhưng anh chỉ có thể làm thế để bảo vệ Lâm Thư Âm, cho dù có phải mất mạng anh cũng sẽ không bao giờ để người phụ nữ trong xe bị tổn thương một sợi tóc. Hơn nữa anh không phải không có bất kỳ hy vọng nào chỉ cần kiên trì cho tới khi Diệp vô phong đến, như thế mối nguy này sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, anh hét lớn một tiếng, cầm súng tiểu liên chĩa vào kẻ địch chuẩn bị xông lên, đến đây, kẻ nào không sợ chết thì cứ tới. Khí thế này khiến cho kẻ địch ngẩn người trong giây lát, nhưng rất nhanh bọn họ có vẻ đã nhận được lệnh, tiếp tục xông về phía trước. Đúng không sợ chết, tao phải cho bọn mày biết rõ, tao không phải bùn nhão muốn làm gì thì làm. Hàn Kỳ tức giận nói, anh không nghĩ ra được thế lực nào lại không sợ chết như thế tại thời điểm này cho nên anh phải cùng bọn họ cá chết lưới rách hành vi như này chính là tìm đường chết bùm không biết ai đó bắn súng viên đạn chuyển xác găm vào da thịt hàn kỳ cánh tay hàn kỳ có một lỗ lớn súng tiểu liên đã rơi xuống một bên chán hàn kỳ ướt đẫm mồ hôi cơn đau dữ dội khiến anh muốn ngất đi nhưng anh biết rằng nếu anh ngã xuống lâm thư âm ở phía sau cũng không toàn mạng anh cần phải kiên trì. Hàn Kỳ tức giận nhìn kẻ địch đang lao về phía mình, những kẻ này tuổi không lớn, chỉ tầm 20 tuổi, nhưng dáng vẻ liều mạng không sợ chết của bọn chúng khiến anh kinh ngạc. Anh không thể hiểu nổi những người này đang suy nghĩ gì. Tại sao không sợ chết mà xông về phía trước, thậm chí cả đám cũng không có vũ khí tử tế. Hầu hết là dao phay, còn có người cầm cả dao làm bếp. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hàn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, không tưởng tượng nổi nhưng dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn anh dũng như ban đầu tiếp tục đứng dậy dù cánh tay trái không còn cử động được nhưng anh vẫn có thể di chuyển sắc mặt anh đỏ bừng gân xanh nổi lên vì dùng sức quá mức anh gầm lên với đám thanh niên liều mạng này là vệ sĩ của lâm thư âm đương nhiên không cần mạng chỉ có chết trước lâm thư âm anh mới có thể được coi xứng đáng với nghề nghiệp của mình cũng xứng với sự tin tưởng của diệp vô phong một thanh niên đội mũ lưới chai sông tới trước Sơ mã tấu chém tới đầu của anh. Những người này đánh nhau đều dựa vào sự tàn nhẫn, không nghĩ tới tính mạng con người, tư thế cầm mã tấu này khiến Hàn Kỳ biết thế lực bên kia không phải muốn bắt ai, mà là muốn giết tất cả mọi người trong xe. Đối phương tuy không ngại ngần ra chiêu, nhưng chiêu thức lại không ra gì, có thể nói bọn họ chỉ là mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, đánh nhau dựa vào kinh nghiệm thông thường. Hàn Kỳ nhanh chóng nghiêng người, dao bầu lướt qua trước mặt anh, anh không có hề hấn gì tay đã nắm thành quyền chuẩn bị xong. Đấm vào thái dương người thanh niên, anh cũng không có ý định nhẹ tay, mỗi một chiêu thức là một chiêu chí mạng với kẻ thù. Anh biết trong tình huống này sẽ không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, mà nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình, anh không muốn vì tha cho một kẻ mà cái giá phải đánh đổi chính là tính mạng của bản thân. Làm gì có lòng tốt trên chiến trường? Tiếng giống giận dữ không ngừng truyền ra từ miệng hàn kỳ, đối mặt với kẻ địch vây quanh mình, anh không hề có ý dò xét, trong mắt anh chỉ có kiên định và tàn nhẫn, không hề có chút sợ hãi nào. Anh không hề sợ chết, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh cũng biết đạo lý sống chết có số, phú quý tại thiên. Sau khi hạ gục thanh niên kia, anh vẫn phải đối mặt với kẻ địch vây xung quanh mình, những người thanh niên này không sợ hãi, không bao giờ lùi bước dù bọn chúng đã thấy đồng bọn của mình bị hạ gục. Dường như chúng cũng không quan tâm tới mạng sống của bản thân. Rất nhiều loại vũ khí sắc bén thay nhau hướng tới người Hàn Kỳ, mà Hàn Kỳ đã làm tất cả mọi thứ có thể, quyền cước như gió, mỗi một lần ra quyền ra cước cũng là một kẻ địch ngã xuống dưới đất. Hơn nữa còn khiến đối phương mất đi năng lực hành động, thậm chí tử vong. Người ngã xuống đất càng lúc càng nhiều, trận hỗn chiến vẫn tiếp tục kéo dài. Cả người Hàn Kỳ đẫm máu, do một cánh tay đã bị phế nên thực lực của anh bị suy giảm, chính vì thế anh mới bị những lối võ chẳng đâu vào đâu này làm bị thương ý thức hàn kỳ càng ngày càng mơ hồ tiếng la hét xung quanh khiến anh không rõ đối phương đang ở nơi nào anh chỉ có thể ra tay theo bản năng của mình đôi khi bắt được một kẻ địch sau khi giải quyết đối phương anh tiện tay lấy thân đối phương làm khiên ngăn cản công kích bên ngoài bốp đột nhiên có một thanh niên tóc dài cầm lấy cây gậy đập thẳng lên đầu gối anh mạnh tới mức đủ để gãy chân phù phù hàn kỳ quỳ trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi vừa ngẩng đầy lên đã bị một cây gậy sắt đập tới tấp Bốp, đầu anh lập tức té máu, máu chảy xuống cả mặt, chẳng qua tay phải anh vẫn chống đất, hai mắt nhìn chằm chằm những người trẻ tuổi này. Mấy thanh niên ngẩn người, lớp đằng sau vẫn như cũ dồn sang bên này, nhanh niên ngẩn người, lớp đằng sau vẫn như cũ dồn sang bên này, nhanh chóng bao phủ Hàn Kỳ. 23 người, người lần nữa tới chiếc xe chống đạn, nhưng thời điểm bọn họ sắp thành công, một người đẫm máu nhào lên từ phía sau, làm bốn năm người ngã xuống đất, mà chiếc xe vì quá nặng lần nữa đổ ngược lại đám thanh niên. chương 484, tập kích không bình thường. Bọn họ không nghĩ tới chuyện sẽ tới mức này, một gã bảo tiêu chặn hơn trăm người bọn họ tại chỗ. Mục đích của bọn họ nhiều lần bị hàn kỳ ngăn cản. Dường như đây là chuyện cực kỳ nhục nhã với bọn họ, một thanh niên có vẻ là thủ lĩnh đi tới, một chân dẫm lên ngực hàn kỳ, gã cầm một khẩu sót gan họng súng chĩa thẳng vào anh. Muốn chết như vậy phải không, vậy để tao cho mày hoàn thành ước nguyện, triệu đào trí mặt mũi u ám. Bóp cò súng. Bốp, một người như chiếc xe đâm sầm vào người gã, khiến cả người gã bay sang một bên, ngay lúc bay trên không trung còn hộp máu, cuối cùng rơi tới cửa chiếc xe cách đó 10 mét. Oanh, cửa xe lập tức vỡ tan tành, mà người triệu đào trí bị gấp đôi và nhét vào trong xe. Triệu đào trí trợn to hai mắt, hộp máu, xương cốt cả người gãy hết. Dù chưa chết, thì cả đời này gã chỉ có thể nằm liệt một chỗ trên giường. Diệp vô phong đứng trước mặt Hàn Kỳ và chiếc xe chống đạn, bình tĩnh nhìn đám người chậm rãi vây xung quanh cách anh 3-4 mét. Đám người này đa số là thanh niên, hơn nữa vũ khí trên tay chỉ là dao bầu hoặc ống tuyếp, loại vũ khí chỉ hợp với đám lưu manh đánh nhau đầu đường xó chợ mới có thể phát huy công dụng. Ai phái bọn mày tới đây? Diệp vô phong hờ hững liếc những người xung quanh. Chỉ có điều không ai đáp lại lời anh. Diệp vô phong lại nhìn xuống Hàn Kỳ, lúc này Hàn Kỳ đã hôn mê vì mất quá nhiều máu. Không ai biết Diệp vô phong tức giận tới mức nào. Anh biết gần đây có tay bắn tỉa, chẳng qua anh cũng không lo một chút nào, anh muốn biết những người này do ai phái tới và người đó có mục đích gì. Hiện giờ tình hình tại Liêu Đông đã ổn định, dù giết chết Lâm Thư Âm, cũng không có cách nào ngăn cản công ty Hoa Cường tiến vào Liêu Đông và cắm dễ tại đây. Tất cả chuyện này chỉ phí công vô ích, Diệp vô phong biết rõ, đó là hành vi trả thù, loại hành vi này dù không có chỗ tốt nhưng mục đích của đối phương đương nhiên khiến bọn họ khó chịu. Diệp vô phong lạnh lùng nhìn xem mấy người này, không nói sao. Không nói thì cả đám chịu chết đi. Ở một tòa nhà cao tầng cách đó 1.500 mét, tay bắn tỉa nhắm ngay vào Diệp vô phong, gã nở nụ cười lạnh, ngón tay đặt trên cỏ súng, gã không ngờ Diệp vô phong lại dễ dàng lọt vào tầm ngắm của gã đến như vậy gã chỉ muốn giết chết lâm thư âm mà thôi và nhiệm vụ của gã cũng chỉ có như thế nhưng nếu có thể giết được diệp vô phong thì đó chính là niềm vui ngoài ý muốn gã mỉm cười đắc thắng không ai có thể chạy thoát dưới tầm ngắm của gã dù sao gã cũng là sát thủ tóp đầu ở nước ngoài giết người trong vô hình mục tiêu nào cũng phải chết không ai biết gã làm điều đó ngoài trừ chủ thuê tao nghĩ mày không nên cử động thì tốt hơn giọng nói của tiểu yêu vang lên ngay sau lưng tên bắn tỉa tên bắn tỉa mặt mày khiếp sợ, gã ẩn nấp rất kỹ, quần áo trên người cũng trùng với màu gạch xứ trên mái nhà. Hơn nữa gã còn cẩn thận xịt thuốc màu lên khẩu súng của mình. Gã không muốn có người biết vị trí của mình nên cố tình không chọn vị trí bắn tỉa tốt nhất mà chọn vị trí thứ hai để bắn tỉa. Đơn giản để che giấu hành tung của bản thân. Điểm đánh lén cao hơn cách gã không xa về phía bên trái, nếu như tiểu yêu tới đó tìm kiếm gã, gã nhất định sẽ phát hiện, thế nhưng vừa rồi gã không hề cảm nhận thấy cái gì, gã xác định tiểu yêu không tới vị trí kia. Đối phương tìm kiếm mình, lần đầu tiên đã tìm được tới nơi này. Đây không thuộc phạm trù khứu giác nhạy bén nữa, mà là thần. Chán gã đầy mồ hôi, gã biết rõ tính mạng của mình đang bị đe dọa, cũng biết trên tay đối phương nhất định sẽ cầm một khẩu súng ngắn. Chỉ cần gã cử động một chút, viên đạn của tiểu yêu sẽ găm vào đầu gã. Tình cảnh máu bắn tung tóe sẽ nhanh xuất hiện nhưng nếu gã cứ nằm yên như thế, đối phương cũng không bao giờ tha cho gã đơn giản như vậy. Cho nên gã muốn đọ sức một chút. Pai hít một hơi thật sâu, trái tim kịch liệt nhảy lên, gã tập trung tinh thần, đã đạt đến trạng thái đỉnh cao. Đây là thời điểm thích hợp để quay đầu và chống trả. Tiểu yêu cầm một khẩu súng lục trong tay, không giết đối thủ ngay lập tức mà bắt đầu chơi trò mèo vần chuột. Anh là sát thủ tới từ châu Âu, tôi có ấn tượng về anh. Dù sao mọi người cũng là đồng nghiệp, tên anh là Parker đúng không?" Lời nói của Tiểu Yêu khiến Parker biến sắc, đầu tiên quay người lại. Parker hiểu rõ, nếu Tiểu Yêu biết rõ tên anh, điều đó có nghĩa đã có sự hiểu rõ nhất định về anh và đó là loại kẻ thù đáng sợ nhất. Xét cho cùng, ai quen biết anh đều biết anh có khả năng phản công rất mạnh, cho dù đối thủ đã đứng sau lưng anh, chỉ cần đối phương mất tập trung một giây thôi anh cũng có thể tình ý tóm lấy thời cơ, giết ngược lại đối phương ngay thời điểm quan trọng nhất. Nhưng đối phương biết mình, có thể đứng sau anh dễ dàng như thế có nghĩa đó là người rất mạnh và không sợ bị anh ta đánh trả. Anh ta quay người lại đột ngột với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vẫn không thể thấy rõ tiểu yêu. Viên đạn bay thẳng tới mắt anh ta, anh ta mở mắt ra, chất lỏng rất với nhiều màu sắc vé ra, bác cơ gục xuống dưới đất mà không có bất kỳ tiếng kêu nào. Con mắt là điểm yếu của con người, mà con mắt liên kết với đại não, cho nên sau khi viên đạn xuyên qua con mắt sẽ găm thẳng vào não đối phương, chết là điều bình thường. Tiểu yêu nhìn Parker chết dưới đất, nhún vai, cất súng lục lại, không thú vị gì cả, tao còn tưởng mày sẽ đem tới niềm vui nho nhỏ cho tao đó. Tiểu yêu quay lại và đi xuống dưới tòa nhà. Lúc này Diệp vô phong đang bị bao vây bởi đám thanh niên, anh vẫn lạnh lùng nhìn những kẻ này. Tao đã cho bọn mày một cơ hội, bọn mày không biết quý trọng thì nên sám hối cho tao diệp vô phong hét lớn một tiếng đám thanh niên xung quanh ầm ầm dơ vũ khí lao về phía diệp vô phong nhưng diệp vô phong không phải hàn kỳ thực lực của anh không phải số lượng đông là có thể chiến thắng mười mấy người xuất hiện trước mặt diệp vô phong hai bàn tay anh tạo ra nội lực rồi nhanh chóng bắn ra thậm chí những người bị đánh cũng không rõ diệp vô phong vừa rồi ra tay như thế nào nhưng cơn đau kịch liệt khiến bọn họ chỉ có thể vứt vũ khí xuống gặp người ôm bụng mình lúc này bọn họ cảm thấy ruột mình sắp đứt hẳn ra. Bọn chúng đau tới mức muốn chết đi sống lại, lăn lộn dưới mặt đất. Những người phía sau bất chấp sống chết của những người đã kề vai với mình, trực tiếp dẫm lên người họ, bước qua họ chỉ để tấn công Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong tức giận quát, đám điên khùng này, đến mạng sống của bạn bè mình cũng không để ý. Thật vô tình, bọn mày chết cho tao. chương 485, một lời giải thích. Hai nắm đấm của anh biến thành nắm đấm sắt, từ mềm mại trở nên mạnh mẽ, một cú đấm chắc chắn sẽ khiến kẻ địch bay lộn nhào và ngã bốn năm thanh niên phía sau. Trong giây lát không ai có thể tới gần Diệp Vô Phong. Và Diệp Vô Phong vớt lạnh lùng nhìn đám người đang tiến lên, anh đang chờ, chờ những người ở Liêu Đông cho anh một lời giải thích. Bùm! Vừa lúc đó, âm thanh, xì xì xì, truyền tới, sau lưng đám thanh niên này chính là quân đội đang ném hơi cay, việc này khiến cả đám tan rã như ong mất tổ. Bọn côn đồ bỏ chạy ra bên ngoài, nhưng chính quyền Lưu Đông đã đặt vòng vây xung quanh, bọn chúng không có cách nào chạy thoát. Diệp Vô Phong chỉ thờ ơ đứng nhìn, càng ngày càng có ít kẻ muốn chiến đấu, đám lưu manh bên ngoài nhìn thấy bộ đội vũ trang thì quay đầu chạy trốn. Cuối cùng cũng chỉ còn 7, 8 kẻ tay cầm vũ khí như cũ, nhưng vũ khí của bọn họ với Diệp Vô Phong mà nói như là đồ chơi trẻ con. Chúng thậm chí không thể chạm vào tay áo của Diệp Vô Phong chứ đừng nói có thể đánh chúng Diệp vô phong. Bọn côn đồ trợn trừng mắt, không còn dũng khí ra tay. Trên mặt đất có bốn người đồng bọn của bọn chúng, hơn nữa những người đó chẳng rõ đang hôn mê, bị choáng váng hay đã chết rồi. Bộ đội vũ trang rất nhanh tiếp cận bọn chúng, họng súng nhắm thẳng vào đầu cả đám. Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi xổm dưới đất, lập tức đầu hàng, nếu không bắn không thương tiếc. Một sĩ quan hét lên bọn côn đồ nhìn nhau rồi ném vũ khí xuống đất bọn họ biết dù tiếp tục ra tay cũng chỉ có một kết quả đó là bị diệp vô phong hạ gục bọn chúng căn bản không muốn làm điều gì đó vô nghĩa diệp vô phong nhìn đám côn đồ bị bắt liền gõ cửa xe yêu cầu tài xế mở cửa lâm thư âm trừ trên xe nhào vào ngực anh cả người jun raymond em còn nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại anh diệp vô phong ôm lâm thư âm vợ đừng nói lung tung anh đương nhiên sẽ không để em có chuyện Lâm Thư Âm gật đầu, nhỏ giọng nói, em muốn về, em không muốn ở chỗ này nữa. Diệp Vô Phong cảm nhận được Lâm Thư Âm sợ hãi, đau lòng ôm lấy Lâm Thư Âm, "Được rồi, anh về cùng em." Anh để người đưa Hàn Kỳ tới bệnh viện cấp cứu, rồi mới ôm Lâm Thư Âm quay lại xe chống đạn. Đưa Lâm Thư Âm về nhà và ở với cô tới tận ngày hôm sau, Diệp Vô Phong mới đi tới bệnh viện, lúc này là dạng sáng. Dương Trấn Hoa mang theo Trương Long, Trương Hổ đứng ở phòng cấp cứu của bệnh viện bọn họ vô cùng sốt ruột bọn họ không thể đoán ra người nào dám ra tay với lâm thư âm như thế dù sao hiện tại tình hình ở liêu đông đã ổn định giết lâm thư âm cũng không ngăn được chuyện công ty hoa cường cắm dễ tại đây thế nhưng loại chuyện này lại có ý nghĩa bất đồng điều này nói rõ tại liêu đông vẫn có người không phục nếu như diệp vô phong thực sự muốn điều tra chuyện này tới tận cùng thì liêu đông thực sự sẽ bị cháo bài hoàn toàn công ty hoa cường gia nhập chỉ để hạ bệ dòng họ âu dương cũng không có chỗ bất lợi với các thế lực khác tại Liêu Đông, thậm chí còn có điểm tốt. Bọn họ có thể chen chân vào những ngành bị Âu Dương lôi lũng đoạn. Nhưng Diệp vô phong muốn cải tổ Liêu Đông về sự cố này, thì đó là sự tổn thất với rất nhiều người. Cho nên Dương Trấn Hoa không có ý định để chuyện này kết thúc dễ dàng như thế. Ông tự mình thẩm vấn đám Lưu Minh đã bị bắt cũng chính vì cho Diệp vô phong một câu trả lời. Tuy ông là trợ lý của công ty Hoa Cường, cũng là người thân cận với Diệp Vô Phong, nhưng dù sao Liêu Đông cũng là địa bàn của ông, hiện tại Âu Dương Lôi cũng rất đài, dựa theo đạo lý thì ông cũng có thể xưng lão đại tại Liêu Đông. Thế nhưng ngay cả tin tức ông cũng không nhận được, có người ra tay với Lâm Thư Âm mà ông vẫn mơ mơ màng màng không biết gì, thì đó là lão đại cái quỷ gì. Nói ra còn sợ người khác cười vào mặt cho. Cho nên ông quyết định muốn điều tra chuyện này rõ ràng và đưa ra lời giải thích cho Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong đến bệnh viện, vừa rẽ vào hành lang, Dương Trấn Hoa cũng bước nhanh tới, cúi đầu áy náy, ngài Diệp. Không cần nói linh tinh, tôi chỉ muốn nghe kết quả, ai là người khởi xướng cuộc chiến này và ai là kẻ đứng sau, tôi hy vọng anh sẽ cho tôi một kết quả điều tra rõ ràng. Diệp vô phong lạnh nhạt nhìn Dương chấn Hoa. Dương Trấn Hoa gật đầu, tôi đã biết, cho tôi ba ngày, điều tra không ra tôi sẽ sách đầu tới gặp ngài. Trương Long Trương Hổ cảm thấy lời này của Dương Trấn Hoa thực sự quá độc ác. Thế nhưng bọn họ cũng biết giờ phút này nếu không thể hiện sự quyết tâm của mình, thì ai mà biết được Diệp Vô Phong có đi dọn sạch Liêu Đông hay không. Đúng lúc này, bác sĩ từ bên trong đi ra, mặt mày mệt mỏi, gật đầu với Dương Chấn Hoa, bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng cánh tay trái tổn thương rất nghiêm trọng, có lẽ sau này sẽ không dùng cánh tay như bình thường được nữa. Diệp Vô Phong hờ hững nhìn đối phương, trong khi Dương Chấn Hoa biến sắc, "Bác sĩ, không có cách nào giúp bệnh nhân hồi phục được sao?" Bác sĩ lắc đầu, tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Bác sĩ, ông có thể nghĩ cách được không, dù tốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẵn sàng trả. Dương Trấn Hoa kéo tay bác sĩ lại, nhưng bác sĩ chỉ thở dài, không còn cách nào, tay của anh ấy bị thương rất nặng, nhất là tay trái đã bị trúng đạn, xương cốt bị đánh nát, nếu như không phải đưa tới bệnh viện kịp thời, tay của anh ấy sẽ bị phế bỏ. Bác sĩ đều đã nói được mức này, Dương Trấn Hoa biết nói nhiều cũng không có cách nào chỉ có thể để bác sĩ rời đi. Ông Hồ thẹn nhìn Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong xua tay, ông đi làm chuyện của mình đi, ở đây có tôi rồi. Dương Chấn Hoa giờ mới rời đi. Bởi vì một câu của Diệp Vô Phong, Dương Chấn Hoa dùng toàn lực đào sâu liêu đông tận ba tấc. Hàn Kỳ được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng anh vẫn trong tình trạng hôn mê không tỉnh, Lâm Thư Âm cũng đã tới bệnh viện. Diệp Vô Phong nhìn Trương Long Trương Hổ đứng cách đó không xa đây là người dương chấn phái tới bảo vệ Lâm Thư Âm, chỉ vì sợ chuyện lần trước sẽ xảy ra. Nếu có thêm lần nữa, ông ta chết không nhắm mắt. Hàn Kỳ sao rồi? Lâm Thư Âm lo lắng hỏi. Cậu ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, không còn vấn đề gì, nhưng tay trái cậu ấy sẽ không sử dụng bình thường được. Diệp vô phong bất đắc dĩ lắc đầu. Anh rất cảm kích Hàn Kỳ, nếu lúc ấy Hàn Kỳ không đứng ra chặn đòn tấn công của bọn côn đồ, thì dù có xe chống đạn, cũng không thể an toàn tuyệt đối, những người kia hoàn toàn có thể đốt xe. Đến lúc đó, Lâm Thư Âm ở bên trong cũng chỉ chờ chết. Sau này Hàn Kỳ sẽ là phó tổng giám đốc công ty Hoa Cường tại chi nhánh Liêu Đông, đội trưởng bảo an để người khác làm đi. Lâm Thư Âm rất nhanh quyết định công việc tương lai của Hàn Kỳ. Có thể nói Lâm Thư Âm đã quyết định sống cuộc sống thoải mái, phó tổng giám đốc chi nhánh Liêu Đông công ty Hoa Cường là một chức vụ nhàn nhã nhưng tiền lương và phúc lợi đều rất cao. Audio điện tử võ tấn bền. chương 486 kẻ đầu tiêu. Đương nhiên Diệp Vô Phong không có ý kiến gì cả, đừng nói là phó giám đốc chi nhánh công ty, kể cả là phó giám đốc tổng công ty anh cũng đồng ý cho. Vì nếu Hàn Kỳ không ngăn những người đó lại, vợ của anh đã chết ở đó. Đây là chuyện có xác suất xảy ra rất cao. Anh sẽ cho người tới đây để bảo vệ anh ta nhưng vẫn còn một số chuyện phải giải quyết. Tỉnh Liêu Đông xem ra cũng không an toàn lắm, hay là anh đưa em trở lại thành phố tam giang nhé diệp vô phong không mong lâm thư âm ở lại liêu đông bên này và sẽ gặp nguy hiểm thế nhưng lâm thư âm lại lắc đầu không được anh ở đâu thì em sẽ ở đó hơn nữa em không thấy sợ chút nào công ty hoa cường vẫn cần em giải quyết một số chuyện kể cả có về thành phố tam giang thì em cũng phải làm xong những công việc đó rồi mới bàn tiếp được diệp vô phong không làm được gì hơn trong chuyện này anh biết rõ vợ mình không phải là một người thích trốn chạy anh ôm lâm thư âm được nhưng em vẫn phải đảm bảo sự an toàn của mình nếu như gặp nguy hiểm em phải gửi định vị cho anh ngay lập tức anh sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tới bên cạnh em lâm thư âm nở nụ cười hạnh phúc và gật đầu buổi tối trong phòng khách nhà mình diệp vô phong đang ngồi ung dung trên sofa thì đường chảm hồng hộc xông vào đại ca tôi đã tìm ra được thằng khốn nạn đã ra tay với chị dâu rồi sau khi giải quyết bác cơ xong đám người đường chảm giống như hoàn toàn biến mất đến bây giờ mới xuất hiện trở lại diệp vô phong còn tưởng rằng anh ta gặp phải chuyện gì không ngờ là anh ta đi điều tra chuyện này đường trảm còn tìm ra được kẻ đứng đằng sau nhanh hơn cả dương trấn hoa diệp vô phong không hề bất ngờ bởi chuyện này vì dù sao năng lực điều tra của đường trảm cũng là mạnh nhất trong số tứ đại thiên vương chỉ cần có một chút dấu vết thì đường trảm cũng có thể căn cứ vào những manh mối đó để tìm hiểu ra mọi chuyện mặc dù thực lực của đường trảm không phải là mạnh nhất trong số tứ đại thiên vương nhưng là người có tốc độ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất và tất cả đều là nhờ khả năng thăm dò kỹ càng của anh ta nói đi khuôn mặt đường trảm lộ ra vẻ đắc ý rõ ràng anh ta ngồi xuống bên cạnh diệp vô phong đại ca anh có biết không thực ra những người đó đều bị một người tên hồ quý chỉ đạo sau lần thất bại trước hồ quý trốn thoát được là nhờ vào sự bảo vệ của đàn em nhưng trước khi rời khỏi liêu đông anh ta đã treo một giải thưởng trị giá 300 tỷ, nói anh giết được anh hoặc Lâm Thư Âm có thể lấy được 300 tỷ tiền thưởng của Hồ Quý đưa ra trên trang web. Đương nhiên Diệp Vô Phong biết trang web treo giải thưởng để thuê sát thủ giết người nhưng anh không ngờ Hồ Quý lại hèn hạ như vậy, dám nhầm vào Lâm Thư Âm. Nếu như anh ta chỉ nhầm vào một mình anh thì chẳng có vấn đề gì cả, anh tin tưởng rằng mình có thể xử lý được tất cả những tên muốn lấy mạng của anh. Nhưng Lâm Thư Âm chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, không biết một chút võ nào, nếu sát thủ ra tay với cô, về cơ bản cô chỉ có còn con đường chết. Mọi người đều biết được thực lực của anh, cũng biết giết chết anh là chuyện không thể làm được nên mới chuyển mục tiêu sang người lâm thư âm. Đối với những sát thủ đó, 300 tỷ là một số tiền vô cùng hấp dẫn, không chỉ là với những sát thủ mà với cả một số thế lực nhỏ sống ngầm ở Liễu Đông cũng vô cùng có sức hấp dẫn. Giống như chuyện ngày hôm qua, những người đó rõ ràng không phải là sát thủ mà càng giống như những thế lực nhỏ ở Liêu Đông này hơn vậy cậu đã biết hiện giờ Hồ Quý đang ở đâu chưa? Diệp vô phong điềm nhiên hỏi. Đường trảm gãi đầu ngại ngùng, tôi đã cho người đi theo rồi nhưng cần một chút thời gian. Gã khốn Hồ Quý đó là một người rất giảo hoạt, hắn toàn đi những con đường mà chúng tôi không thể dò ra được. Diệp vô phong gật đầu. Anh cũng hiểu vì sao đường trảm vẫn chưa tìm được Hồ Quý, dù sao Hồ Quý cũng sống trên giang hồ lâu năm, là một chùm ma túy, có thể thực lực của anh ta cũng không quá mạnh nhưng khả năng chạy trốn và bảo vệ tính mạng cho bản thân tuyệt đối vượt xa người khác. Vậy nên đối phương có thể thoát khỏi được sự tìm kiếm của đường chảm cũng là chuyện hết sức bình thường, dù sao đây cũng là một chùm ma túy dày dặn kinh nghiệm. Chuyện của hồ quý chúng ta có thể tạm thời gác lại, nhưng chuyện giải thưởng 300 tỷ kia bắt buộc phải gỡ xuống. Nếu cứ treo mãi ở đó sẽ tạo ra một sự uy hiếp rất lớn đối với vợ tôi. Diệp Vô Phong biết hiện giờ chuyện quan trọng nhất là phải gỡ được giải thưởng kia xuống trước, còn về chuyện của Hồ Quý có thể để nói sau. Nhất định sẽ có ngày Hồ Quý bị bắt. Đường Trảm mỉm cười, thực ra cậu cũng biết trang web đó là do ai lập nên, muốn gỡ được giải thưởng đó xuống bắt buộc phải cần cậu ra mặt. Diệp Vô Phong vô cùng bất đắc dĩ, đương nhiên anh cũng biết, trước khi đối phương lập ra trang web này có tới tìm anh hỏi ý kiến, lúc đó quan hệ của hai người vẫn còn khá tốt. Nhưng về sau do quan hệ lợi ích với Long Môn mà hai bên dần dần trở nên xa cách. Nhưng Diệp Vô Phong cũng biết, chỉ cần anh lên tiếng, đối phương nhất định sẽ làm theo những gì anh nói. Nhưng nhiều phiền phức cũng sẽ ập đến hơn. Thôi bỏ đi, xem ra phải tìm cách khác thôi. Diệp Vô Phong bất lực lắc đầu. Không ngờ đến giây phút cuối cùng anh vẫn không đi tìm người kia. Vậy phải tìm nhiều vệ sĩ hơn nữa để bảo vệ chị dâu, dù sao với 300 tỷ đó sát thủ được mời tới thực lực cũng có hạn ít nhất thì cũng không thể đạt được cấp bậc như Tứ Đại Thiên Vương chúng tôi. Nhưng Diệp Vô Phong biết rõ, thực lực của những sát thủ đã từng đến trước đây cho dù không bằng thực lực của Đường Trảm thì cũng ngang ngang tầm đó, sát thủ được thuê với giá 300 tỷ nhất định thực lực cũng không đơn giản. Xem ra đúng là cần phải tìm người tới giúp đỡ mới được. Diệp Vô Phong hiểu rõ, với địa vị hiện giờ của anh ở Trung Quốc, anh không thể giải quyết được triệt để loại rắc rối này. Vậy nên vẫn cần tìm người giúp đỡ. Diệp Vô Phong biết rõ những chuyện quốc tế thế này, nếu như anh ra mặt, cuối cùng để lộ ra thân phận anh từng là Long Môn Tư lệnh, thì đến lúc đó những sát thủ vào Trung Quốc không chỉ có những người này. Vậy nên anh không thể để lộ thân phận của mình, ít nhất là trước khi anh trở thành người mạnh nhất ở Trung Quốc thì tuyệt đối không thể để lộ. Anh vẫn cần ẩn mình thêm một khoảng thời gian nữa. Đường chảm cảm khái một câu, nếu là trước đây, những chuyện này đối với cậu không là gì cả, ai động vào cậu thì cứ giết chết ngay là được, nếu so sánh về số lượng người, số lượng thành viên của Long Môn cũng không hề ít, nếu như so sánh về thực lực, những người có thể trở thành thành viên của Long Môn nhất định thực lực cũng không hề yếu. Vậy mà cậu xem, ở Trung Quốc, đến một tên hồ quý nhỏ bé mà cậu cũng phải rè chừng. Anh ta làm ra một chút chuyện mà cũng khiến cậu vò đầu bứt tai, lại còn không thể đích thân ra tay xử lý. Thế nên lão đại, nếu cậu trở lại Long Môn, tên hồ quý kia chẳng là cái gì cả, anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn tìm đến Long Môn, quỳ trước mặt cậu nhận tội. Diệp vô phong cho mày, bỏ qua những chuyện trước đây đi, cậu đi tìm hồ quý đi, nếu như tìm được thì giải quyết luôn ngay tại chỗ, loại người này giữ lại cũng chỉ là tai họa. Đường chảm gật đầu, anh ta phủi mông rồi mới rời đi. Sau khi Bạch Tinh Đồng biết những chuyện lâm thư âm đã trải qua, cô ta vô cùng tức giận, lập tức thẩm vấn ngay những phạm nhân đó. Chỉ có điều những tên này chỉ có vai trò nhỏ, không hề hay biết kẻ đứng đằng sau chỉ đạo là ai, thậm chí bọn chúng còn không biết người mình muốn giết là ai. Chương 487, chết hết rồi. Những tên lưu manh đó chỉ biết, nếu giết được người đó, bọn chúng sẽ có được 150 tỷ. Bởi vì số tiền đó quá hấp dẫn, bọn chúng không thể cưỡng lại được nên mới lựa chọn Lâm Thư Âm để ra tay, còn đại ca tìm ra được lộ trình của Lâm Thư Âm, chỉ đạo trận đánh hiện giờ đã là người thực vật đang nằm trong bệnh viện, Triệu Đào Trí. Bạch Tinh Đồng thẩm vấn cả một ngày cũng không lấy được manh mối gì có ích nên cũng hơi thất vọng. Nhưng Bạch Tinh Đồng nhanh chóng động viên mình, chỉ cần cẩn thận hơn một chút, nhất định có thể tìm được kẻ địch. Lần này chị Thư Âm gặp nguy hiểm, mình nhất định không thể ngồi không không quan tâm. Nhưng lúc Bạch Tinh Đồng trở lại phòng thẩm vấn, những người kia đã ngã hết ra đất, khuôn mặt cô ta biến sắc. Lúc quay đầu lại nhìn những đồng nghiệp đứng canh gác ở bốn phía, cô ta mới phát hiện ra những người đó cũng đã ngất cả đi. Có chuyện gì vậy? Sau khi Bạch Tinh Đồng xác nhận những đồng nghiệp của mình không gặp chuyện gì quá nguy hiểm thì vội vàng chạy vào phòng thẩm vấn. Bạch Tinh Đồng nhanh chóng nhận ra những thanh niên này đều đã chết. Hơn 40 thanh niên này đều chết trong trại tạm giam. Vừa nãy có người vào đây không? Vì sao tôi đứng ở cửa mà không nhìn thấy có người vào đây? Bạch Tinh Đồng hoàn toàn không biết sốt cuộc chuyện này xảy ra như thế nào. Nếu như có người giết người diệt khẩu, hẳn sẽ bị bọn họ phát hiện ra mới đúng. Ai lại to gan đến mức dám đến đồn cảnh sát để làm những chuyện như thế này? Bạch Tinh Đồng nghiến răng, rồi kiểm tra từng thanh niên đang nằm trên đất một. Cuối cùng cô ta phát hiện ra không ai may mắn thoát được, khuôn mặt trở nên vô cùng phẫn nộ. Bạch Tinh Đồng hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề nên vội vàng liên hệ với cục trưởng lạc. "Cục trưởng, mọi chuyện không hay rồi, đám thanh niên trong trại tạm giam đều chết hết rồi." Giọng nói của Bạch Tinh Đồng hơi trầm xuống. Cục trưởng Lạc sửng sốt, rồi cả khuôn mặt nhanh chóng biến sắc có chuyện gì vậy hiện giờ tôi đang đi tới chỗ cô rồi cô bảo vệ hiện trường và đảm bảo sự an toàn cho mình bạch tinh đồng trả lời lại rồi cúp điện thoại và lấy khẩu súng lục ở eo ra bạch tinh đồng thận trọng đứng chờ trong một góc liếc nhìn bốn phía xung quanh cô ta không chắc đối phương đã rời khỏi đây hay chưa nhưng nếu đối phương không giết những đồng nghiệp kia của cô thì điều đó chứng minh hẳn là hắn không ra tay với cảnh sát bạch tinh đồng thật sự nghĩ không thông rốt cuộc đối phương có mục đích gì nếu như nói là để báo thù cảnh sát thì nên ra tay với những người cảnh sát kia mới phải nhưng đối phương không hề quan tâm đến bọn họ thậm chí chỉ khiến những cảnh sát đó ngất đi hắn có cơ hội để giết người nhưng lại tha cho mấy người bọn họ tất cả mọi chuyện đều rất khó giải thích cục trưởng lạc nhanh chóng từ bên ngoài đi vào lúc đó những cảnh sát bị hôn mê bên trong đồn đều đã tỉnh lại bọn họ vô cùng hoảng hốt vì tất cả những phạm nhân bị tạm giam đều đã chết hết đây là trách nhiệm của bọn họ nhưng bọn họ cũng không ngờ sẽ xảy ra một chuyện như vậy bọn họ ở đây là đại bản doanh của cục cảnh sát những người bình thường đều không dám vào càng không nói đến chuyện sẽ làm những việc như thế này rốt cuộc là có chuyện gì cô đã điều tra được việc gì chưa cục trưởng lạc đi đến trước mặt bạch tinh đồng ông vô cùng tò mò ông trao mày suy nghĩ đến tất cả mọi khả năng Đối phương chỉ giết bọn phạm nhân mà lại tha cho những nhân viên trong đồn cảnh sát một con đường sống. Mục đích đã rất rõ ràng, nhưng mục đích đằng sau việc làm như vậy ẩn giấu điều gì? Bạch Tinh đồng nghiến răng, lúc đó phó cục trưởng từ bên cạnh đi tới, nhỏ giọng nói, thực ra việc thẩm vấn những phạm nhân này diễn ra rất khó khăn, nhưng ít nhiều gì thì cũng biết được một chút manh mối. Cục trưởng Lạc nhìn phó cục trưởng rất nghiêm túc và gật đầu. Lúc này phó cục trưởng mới nói tiếp, Thực tế đằng sau những thế lực nhỏ này là một gia tộc nhỏ, gia tộc này từ trước đến nay vẫn luôn làm một số chuyện làm ăn không công khai, kết giao với một số kẻ không ra gì. Nửa năm trở lại đây, gia tộc nhỏ này bắt đầu tập trung một đám giang hồ chỉ biết ăn chơi hưởng thụ. Hàng ngày nuôi bọn chúng rồi để bọn chúng làm giúp việc. Cục trưởng Lạc đã hiểu, những người này chính là do gia tộc nhỏ kia thả ra. Phó Cục trưởng tiếp tục phân tích, thực tế chúng ta đều biết hiện giờ Diệp Vô Phong đang tìm kiếm kẻ cầm đầu trong vụ ám sát ở cầu Thăng Bằng. Gia tộc nhỏ kia không muốn mình bị lộ nên làm những chuyện giết người diệt khẩu như vậy thì cũng rất bình thường. Cục trưởng Lạc nghe được những phân tích của Phó Cục trưởng cũng cảm thấy những phân tích này vô cùng có lý vì dù sao cũng không còn cách giải thích nào khác. Bạch Tinh Đồng cao mày, cô ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhất là khi cô ta đã từng tiếp xúc với gia tộc kia. Bạch Tinh Đồng biết gia chủ của gia tộc đó là một con cáo gì vô cùng giàu hoạt, mặc dù gia đình đó phát triển không tốt lắm nhưng vẫn có thể duy trì được. Tỉnh Liêu Đông này có nhiều ông lớn tồn tại như vậy nhưng vẫn để cho một gia tộc nhỏ này chen vào tìm chút không gian sinh tồn. Tất cả điều này có được đều là cho gia chủ hiện tại Lưu Tân Đông. Vậy nên bây giờ chúng ta có thể đi bắt người được rồi, mong cục trưởng phê chuẩn để bắt giữ Lưu Tân Đông. Phó cục trưởng mỉm cười. Cục trưởng lạc lắc đầu, bây giờ chúng ta không có chứng cứ gì cả làm việc này bây giờ là vô cùng không sáng suốt hơn nữa cũng chỉ có thể bắt giam lưu tân đông vài ngày chỉ trị ngọn chứ không trị được gốc phó cục trưởng chỉ có thể đồng ý dù sao cục trưởng lạc mới là người có quyền đưa ra quyết định ông ta cũng chỉ có thể đưa ra đề nghị nhưng những gì có thể làm được ông ta đã làm hết cả những việc còn lại thì phải xem cục trưởng lạc cục trưởng lạc suy nghĩ một lát rồi nhìn bạch tinh đồng Hiện giờ Diệp Vô Phong không phải vẫn luôn tìm những người đó sao? Nói thông tin này cho cậu ta là được. Đương nhiên Bạch Tinh đồng hiểu rõ ý đồ của cục trưởng Lạc, ông định nhân lúc Diệp Vô Phong vẫn còn ở Phụng Thiên để nhờ anh giúp đỡ một lần. Nếu có thể giải quyết luôn được tên Lưu Tân Đông thì ngày tháng sau này của bọn họ ở Phụng Thiên thật sự sẽ dễ dàng hơn. Cả thành phố Phụng Thiên sẽ thay đổi một diện mạo mới. Nhưng Diệp Vô Phong vẫn còn chuyện của anh ta phải làm chúng ta lôi anh ta ra làm vũ khí như vậy có phải quá xấu xa không? Bạch Tinh Đồng không dám nói những lời khó nghe hơn. Phải biết Bạch Tinh Đồng là người của Diệp Vô Phong, làm sao cô ta có thể để cho Diệp Vô Phong làm chuyện chịu thiệt này được? Cục trưởng là cao mày, cô cũng biết bây giờ chúng ta không tiện ra tay, vì chuyện gì của chúng ta cũng phải có quy tắc, nhưng Diệp Vô Phong không cần những điều đó. Diệp Vô Phong đại diện cho Hồng Thuẫn, mà từ trước đến giờ Hồng Thuẫn luôn dẫm lên danh giới của những quy tắc để làm việc. Vậy nên chỉ cần nói chuyện này cho Diệp Vô Phong biết, Diệp Vô Phong có thể giúp đỡ chúng ta giải quyết Lưu Tân Đông. Ông nhìn ra được Bạch Tinh Đồng không muốn nhưng hiện giờ không còn sự lựa chọn nào khác, nếu muốn đánh đổ hoàn toàn Lưu Tân Đông thì cần tới những người bên trong Hồng Thuẫn như Diệp Vô Phong. Hơn nữa những thành viên của Hồng Thuẫn làm việc bao giờ cũng nhanh gọn, dứt khoát, không dây dưa lằng nhằng. Chỉ cần Diệp Vô Phong ra tay thì có khi chỉ trong vòng vài ngày cả gia tộc của Lưu Tân Đông đã bị ép đến mức phải rời khỏi Phụng Thiên đây là chuyện vui mà ông muốn nhìn thấy tôi không thể đi nói chuyện này được cục trưởng lạc nếu ông muốn diệp vô phong làm chuyện này thì ông tự đi nói đi bạch tinh đồng không chịu nhận cục trưởng lạc thở dài một hơi chỉ tiếc rèn sắt chưa thành được thép cô vẫn không hiểu sao chuyện này dù sao cũng phải để diệp vô phong làm hơn nữa diệp vô phong cũng tiện tay làm chuyện này còn chúng ta lại phải tốn rất nhiều thời gian công sức để làm tính thế nào thì để diệp vô phong làm chuyện này cũng tốt hơn Chương 488, Phó cục trưởng đến thăm. Bạch Tinh Đồng không nói gì nhưng vẻ không cam lòng đã thể hiện rõ trên mặt. Cô rời khỏi trại tạm giam và quẹt thẻ tan làm. Cục trưởng Lạc biết Bạch Tinh Đồng đang giận dỗi nên chỉ biết thở dài một hơi và lắc đầu. Ông biết bây giờ có nói thêm gì cũng không có ích, việc liên quan tới Diệp Vô Phong bên kia vẫn cần ông phải đích thân đi. Lúc này phó cục trưởng giơ tay lên, "Cục trưởng Lạc, chuyện mời Diệp Vô Phong ra tay không cần đích thân ông phải đi nói chuyện." Để tôi đi thay ông là được rồi." Cục trưởng Lạc nghi ngờ nhìn phó cục trưởng, "Hôm nay phó cục trưởng sao vậy? Có vẻ hơi nhiệt tình quá mức." Nhưng cuối cùng ông cũng gật đầu, nếu ông đã nói vậy thì ông đi gặp Diệp Vô Phong nói chuyện đi có lẽ bây giờ cậu ta đang ở nhà. Phó cục trưởng cam kết, "Xin cục trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định thuyết phục được Diệp Vô Phong." Phó cục trưởng không nói gì thêm, một mình đi tới nhà của Diệp Vô Phong, đúng là lúc đó Diệp Vô Phong đang ở nhà với Lâm Thư Âm hôm nay công việc của Lâm Thư Âm khá ít nên hai người dính lấy nhau trong nhà, vô cùng vui vẻ. Phó Cục trưởng tới làm Diệp Vô Phong hơi tò mò. Phó Cục trưởng Diêm Trường Lâm từ trước đến giờ là người rất kín tiếng, cho dù có nhiều chuyện đều là ông bày mưu tính kết nhưng cuối cùng ông cũng không bao giờ đi giành công. Vậy nên chức quan của Cục trưởng Lạc liên tiếp lên cao còn Phó Cục trưởng vẫn mãi như vậy, ở bên cạnh Cục trưởng Lạc. Phó Cục trưởng này cũng được coi như một người túc trí đa mưu nhưng có nhiều lúc phó cục trưởng diêm trường lâm cũng là người có nhiều ý đồ xấu xa tâm địa gian xảo cũng rất nhiều diệp vô phong và diêm trường lâm chỉ có duyên gặp nhau được mấy lần vậy nên anh không biết diêm trường lâm đến tìm anh để làm gì điều duy nhất anh biết là chỉ cần những người đó tới tìm anh thì nhất định không có chuyện gì tốt trừ phi là muốn nhờ anh giúp đỡ từ trước đến giờ anh vẫn luôn biết rõ điều này vậy nên cho dù thế nào khi nhìn thấy diêm trường lâm là anh đã chuẩn bị để ra khỏi nhà rồi đồng chí diệp vô phong rất vui được gặp cậu diêm trường lâm cười ha ha diệp vô phong cười mỉm điềm nhiên phó cục trưởng vinh hạnh quá ông đúng là rồng đến nhà tôm hai người nói mấy câu khách sáo diệp vô phong dẫn phó cục trưởng vào trong phòng sách lâm thư âm pha một bình trà rồi lên lầu phó cục trưởng nhấp một ngụm xong cũng không nói rõ mục đích hôm nay đến đây làm gì mà bắt đầu đánh giá căn phòng này rõ ràng sách trong căn phòng này đã được xem qua xem lại rất nhiều lần, phó cục trưởng cũng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ giá sách. Đó là một loại đàn hương, cũng có nghĩa là giá sách này được làm từ đàn hương. Phó cục trưởng không khỏi cảm thán về sự giàu có của Diệp Vô Phong. Sự phát triển lớn mạnh của công ty Hoa Cường đem lại cho Diệp Vô Phong quá nhiều tiền bạc, giá sách này ít nhất cũng có giá hơn 30 tỷ, vậy mà Diệp Vô Phong lại để vào một căn phòng nhỏ và thật sự dùng để đựng sách nếu vào tay những người khác hẳn là phải xem như đồ cổ để cất giữ nhất định không dám nghĩ đến chuyện sẽ dùng để đựng sách diệp vô phong nheo mắt anh cũng không vội vàng gì dù sao đây cũng là nhà của anh chẳng lẽ anh còn phải sốt ruột sao hai người chỉ nói những chuyện linh tinh trong nhà một người không nói đến chuyện chính và một người cũng không chủ động hỏi tới diệp vô phong vô cùng đắc ý dù sao hiện giờ cũng là đối phương cần nhờ đến anh vậy nên đương nhiên anh không phải vội là phó cục trưởng phải sốt ruột mới đúng. Quả nhiên ngồi được mười mấy phút, phó cục trưởng cuối cùng cũng thất bại. Ông cười khổ sở nhìn Diệp Vô Phong, cậu đúng là một người khó chơi, coi như tôi thua cậu rồi. Diệp Vô Phong nhún vai, ông cũng đâu có thua tôi, nên nói là ông thắng rồi mới phải. Diêm Trường Lâm cười, chuyện này không có thắng thua, chỉ là một tâm lý trong lúc đánh cờ. Đồng chí Diệp Vô Phong, tôi biết gần đây công việc của cậu bận rộn nhưng có một chuyện tôi hy vọng cậu có thể giúp đỡ diệp vô phong lắc đầu ông cũng nói rồi đấy tôi rất bận tôi thật sự không có thời gian phó cục trưởng suy nghĩ một lát rồi nói thực ra tôi cũng không muốn làm phiền cậu nhưng chuyện này có liên quan đến bạch tinh đồng diệp vô phong cau mày nếu có liên quan đến bạch tinh đồng thì anh thật sự phải nhúng tay vào bạch tinh đồng phó cục trưởng gật đầu đúng vậy bạch tinh đồng anh cũng biết hiện giờ cô ấy đang làm việc bên trong cục cảnh sát thành phố Phụng Thiên của Lưu Đông. Gần đây, cô ấy vì giúp anh tìm ra tên đầu sỏ mà luôn cố gắng thẩm tra tội phạm. Chỉ có điều sáng sớm hôm nay, tất cả bọn tội phạm đều đã bị giết chết. Diệp Vô Phong nhíu mày, chuyện những tên phạm nhân đó có chết hay không anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến việc Bạch Tinh Đồng có bị thương hay không. Nếu như Bạch Tinh Đồng bị thương, anh thật sự cảm thấy đau lòng. Phó cục trưởng an ủi anh nói, Bạch Tinh Đồng không bị thương nhưng ảnh hưởng đằng sau chuyện này là rất lớn, bởi vì phạm nhân bị chết trong trại tạm giam, những người thân của đám phạm nhân ở bên ngoài sẽ làm lớn chuyện, nói không chừng sẽ kéo cả Bạch Tinh Đồng ra. Diệp Vô Phong biết Diêm Trường Lâm lôi Bạch Tinh Đồng ra là để anh không còn sự lựa chọn nữa trong những chuyện về sau vì những chuyện Diêm Trường Lâm nói đều là những chuyện có thể xảy ra. Vậy nên anh không có sự lựa chọn nào khác, đành phải nhận chuyện này anh cũng biết đây là chuyện không còn cách nào nữa ông muốn tôi làm như thế nào diệp vô phong hỏi diêm trường lâm lắc đầu chuyện này thì tôi không biết nhưng tôi có thể cung cấp manh mối cho cậu những tên lưu manh bị chết này thật ra đều sự chỉ đạo của lưu tân đông còn về chuyện lưu tân đông là ai cậu đi hỏi một chút là biết ngay diệp vô phong nhíu mày anh nhanh chóng lấy điện thoại ra diêm trường lâm lại cười cung cấp cho cậu thêm một thông tin nữa nếu như tôi đoán không lầm thì hiện giờ bạch tinh đồng đang ở nằm vùng ở nhà họ lưu diệp vô phong cảm ơn một tiếng anh biết rõ cô gái bạch tinh đồng ngốc nghếch kia thật sự có khả năng làm ra chuyện này để giảm bớt gánh nặng cho mình bạch tinh đồng thà tự mình chịu khổ còn hơn đúng là một người phụ nữ ngu ngốc diệp vô phong mặc áo khoác anh tiến diêm trường lâm ra ngoài rồi lại đi vào nhìn lâm thư âm đang đứng trên cầu thang anh cũng chỉ biết nhún vai bất lực Lâm Thư Âm lại mỉm cười, anh đi đi, em ở nhà đợi anh là được rồi, dù sao ở đây cũng rất an toàn. Diệp Vô Phong cũng chỉ có thể làm vậy, hiện tại ở đây cả những trạm gác công khai và những trạm gác ngầm cộng lại cũng hơn 100 người, thực lực của mỗi vệ sĩ cũng đều vô cùng mạnh. Trong tay bọn họ còn có vũ khí nóng, nếu đối tượng ám sát muốn đi vào đây, bọn họ sẽ cùng tiến lên, tiêu diệt đối phương trước khi hắn có thể tiến vào bên trong nhà. Vậy nên chỉ số an toàn ở đây rất cao chỉ cần không có những sát thủ có cấp bậc như đường chảm sông vào đây thì về cơ bản là có thể phòng thủ được. Kể cả phòng thủ không được thì bọn họ cũng có thể kéo dài thời gian, kéo dài đến lúc anh có thể trở về chi viện, đến lúc đó thì cho dù là thiên vương thì anh cũng không coi ra gì. Diệp vô phong nhanh chóng nghe ngóng được thông tin của nhà họ lưu. Thực chất nhà họ lưu này lập nghiệp và nhờ vào chuyện thu phí bảo hộ, nhưng về sau Lưu Tân Đông biết thu phí bảo hộ cũng chẳng có tương lai gì nên bắt đầu mở những chỗ ăn chơi ở khu vực đường phố mà mình đã chiếm được. Chương 489: Gặp vệ sĩ. Vì may mắn nên anh ta kiếm được rất nhiều tiền, sau đó Lưu Tân Đông lại dùng số tiền này đi đầu tư vào một số ngành nghề có thể lấy lại vốn nhanh, lợi nhuận cao và cuối cùng trở nên lớn mạnh. Nhưng từ trước đến giờ Lưu Tân Đông chỉ là những việc làm ăn không công khai vì anh ta không có đầu óc để làm những công việc kinh doanh đàng hoàng nhưng anh ta lại biết rõ quy tắc trong ngành làm ăn công không công khai ở chiết Tây nên có thể làm ăn thuận lợi trong những ngành làm ăn thế này. Vậy nên Lưu Tân Đông cũng có một chút danh tiếng ở Lưu Đông. Lưu Tân Đông mua mấy ngôi nhà ở Phụng Thiên để nuôi mấy người phụ nữ xinh đẹp. Mỗi ngày anh ta đến một nhà khác nhau, chỉ có điều gần đây vì chuyện của Âu Dương Lôi nên anh ta không có tâm trạng để làm những chuyện hưởng thụ như vậy. Dù sao khoảng thời gian này Âu Dương Lôi đổ xuống, cả tỉnh Lưu Đông như đều sống lại một số sản nghiệp không công khai cũng được bỏ ra khoảng thời gian này anh ta đang mua lại một số công ty bao bì nhỏ để dành thị trường với những người khác gần đây lưu tân đông thường xuyên trở về căn nhà trong tiểu khu này một cảnh sát nhỏ giọng nói ai sống bên trên bạch tinh đồng tò mò là vợ của lưu tân đông và con của anh ta viên cảnh sát xoa xoa tay và lấy thuốc lá trong túi áo ra nhưng nhìn thấy tình hình xung quanh thế này anh ta lại cất đi bọn họ đang ở trong công viên của tiểu khu này ngồi chờ ở một nơi khá kín đáo bọn họ đang chờ lưu tân đông xuất hiện thực ra trung tín cũng hơi nghi ngờ theo lý mà nói bọn họ vẫn chưa có được chứng cứ gì quan trọng vẫn còn chưa chắc chắn những tên lưu manh chết bên trong trại tạm giam có liên quan gì tới lưu tân đông hay không vậy nên hiện giờ bọn họ xuất hiện ở gần nhà lưu tân đông cũng là hơi vội vàng ngôn tình tổng tài nhưng anh ta cũng biết thân phận của bạch tinh đồng tương đối đặc biệt nếu để bạch tinh đồng một mình tới đây thì bọn họ cũng không yên tâm nếu bạch tinh đồng xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không biết giải thích thế nào với cục trưởng lạc vậy nên anh ta mới chủ động xin đi theo bạch tinh đồng vào tiểu khu này bạch tinh đồng nhìn chung quanh cô ta quyết định không đợi nữa dựa theo tình hình điều tra của anh thời điểm này lưu tân đông có lẽ không ở bên trên tôi muốn lên trên gặp người nhà của anh ta nếu có thể đặt máy nghe trộm ở trên đó là tốt nhất Trung Tín không đồng ý với cách làm của Bạch Tinh Đồng, nếu Lưu Tân Đông trở về giữa lúc đó thì biết làm thế nào. Vậy nên một mình tôi lên là được rồi, anh đứng đây anh trông chừng kỹ cho tôi. Nếu như Lưu Tân Đông trở về, anh lập tức thông báo cho tôi là được. Bạch Tinh Đồng chỉnh trang lại quần áo của mình một chút rồi đi vào bên trong tòa nhà tiểu khu. Trung Tín không có cả cơ hội ngăn cản đã thấy Bạch Tinh Đồng nhanh chóng đi vào bên trong tòa nhà tiểu khu. Anh ta chỉ có thể ngồi đợi ở ghế đá ngoài công viên, nhìn về phía cổng tiểu khu. Anh ta đã nhớ biển số xe của Lưu Tân Đông, nếu Lưu Tân Đông trở về, anh ta có thể ngay lập tức nhận ra. Nhà của Lưu Tân Đông ở một tầng khá cao, hơn nữa cũng là một căn hộ khá lớn, lên đến 160 mét vuông. Bạch Tinh Đồng đi tới cửa nhà của Lưu Tân Đông, cô ấn chuông cửa, một người phụ nữ mặc đồ ở nhà ra mở cửa và nhìn Bạch Tinh Đồng hơi nghi ngờ. Chào cô, xin hỏi đây là nhà của Lưu Tân Đồng sao? Bạch Tinh Đồng mỉm cười nhìn phụ nữ kia. Người phụ nữ kia rõ ràng là một bà nội trợ, bình thường không có việc gì cũng chỉ trông con, trò chuyện với chị em và ra ngoài đi dạo phố. Người phụ nữ kia gật đầu nghi ngờ. Đầu óc Bạch Tinh Đồng linh hoạt, tôi là chủ quản của công ty Hoa Cường, công ty Hoa Cường chúng tôi muốn bản chuyện sáp nhập công ty với Lưu Tân Đông. Người phụ nữ càng thêm nghi ngờ, chồng tôi chưa từng nói với tôi chuyện công ty của anh ấy sáp nhập với công ty Hoa Cường gì cả anh lưu không nói gì với cô sao bạch tinh đồng hơi kinh ngạc người phụ nữ im lặng một lát bạch tinh đồng mỉm cười và nói không có gì tôi tin chỉ là anh lưu vẫn chưa kịp nói cho cô biết thôi nếu cô có thời gian tôi có thể nói rõ chuyện này cho cô biết người phụ nữ kia ngẫm nghĩ một lát rồi nhường đường mời vào bạch tinh đồng thuận lợi đi vào trong nhà của lưu tân đông cô ta đi vào trong phòng khách nhìn thấy bên trong vẫn còn hai đứa trẻ đang xem tv một bé trai một bé gái Trần Chiêu Đệ cho Bạch Tinh Đồng rót chén nước, Bạch Tinh Đồng thì là ngồi tại trên ghế, thừa dịp Trần Chiêu Đệ không có chú ý nàng thời điểm, Lặng Yên đem một cái máy nghe trộm đem thả tại ghế sofa trong khe hở. Trần Chiêu Đệ đưa hoa quả đến trước mặt Bạch Tinh Đồng rồi ngồi xuống đối diện. Bạch Tinh Đồng nói hết những câu nói dối trong đầu mình ra, chắc chắn là không có bất cứ sơ hở nào. Chỉ có điều cô vẫn chưa nói xong thì chuông cửa lại vang lên. Trần Chiêu Đệ mỉm cười và đi ra cửa. Bạch Tinh Đồng nhướng mày, cô ta lấy điện thoại di động ra, trên màn hình không có tin nhắn nào của Trung Tín gửi tới nên cô ta cũng không quá lo lắng. Nhưng Bạch Tinh Đồng vẫn rất cảnh giác. Cánh cửa mở ra, một người xuất hiện trong tầm mắt của Bạch Tinh Đồng, không phải là Lưu Tân Đông, người này lưng hùm vai gấu, đeo kính dâm, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen ngắn tay. Đại Biêu, có chuyện gì sao? Trần Chiêu Đệ hơi nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt của đại biêu rơi xuống người bạch tinh đồng, để tôi xem là ai tới chơi. Trần Chiêu Đệ mỉm cười, cô ấy là chủ quản của công ty Hoa Cường, đến đây là để bàn chuyện sáp nhập công ty với anh Lưu. Đại biêu cười lạnh, tôi không biết công ty của anh Lưu lại định hợp tác với công ty Hoa Cường đấy, hơn nữa hai công ty này còn không có bất cứ qua lại nào với nhau. Cô bị cô ta lừa rồi. Anh ta chậm rãi đi vào bên trong, sắc mặt Trần Chiêu Đệ thay đổi, cô ta vội vàng chạy tới trước mặt con mình để bảo vệ bọn trẻ đại bưu lại xoa xoa nắm đấm của mình mặc dù tôi không biết cô là ai nhưng cô lại có ý đầu nhắm vào anh lưu thì đúng là muốn chết rõ ràng đại bưu là người có luyện tập bắp thịt trên người anh ta cuồn cuộn khí thế hùng hổ đứng trước mặt bạch tinh đồng bạch tinh đồng không ngờ đến chuyện lưu tân đồng chưa về đến nhà nhưng vẫn sắp xếp vệ sĩ trong nhà kế hoạch thất bại rồi bạch tinh đồng chậm rãi đứng lên còn định tiếp tục nói dối tiếp, Lưu Tân Đông không nói cho anh biết là vì thời gian khẩn cấp, vẫn chưa có thời gian để nói cho hai người biết. Nhưng chuyện này 100% là sự thật. Đại Biêu cười lạnh, tôi không quan tâm là thật hay là giả, tôi cứ bắt cô lại đã rồi gọi điện hỏi anh Lưu thì sẽ biết ngay. Nếu cô dám lừa tôi thì ha ha. Đại Biêu ra tay, nắm đấm của anh ta vô cùng mạnh, nắm đấm nào cũng như chiếc búa sắt nện xuống, đấm xuống chiếc sofa khiến chiếc sofa lõm xuống. Bạch Tinh Đồng tránh qua phải rồi qua trái rồi lùi lại về sau, cuối cùng không còn đường nào lui nữa, Bạch Tinh Đồng dựa vào tường, khuôn mặt biến sắc. Lần này Bạch Tinh Đồng biết mình làm vậy là vội vàng nhưng gã Đại Bưu này không nghe bất cứ thứ gì. Cô ta không thể liệu được chuyện anh ta định bắt mình lại. Nếu có đủ thời gian để nói xong câu chuyện dối trá này, Bạch Tinh Đồng có thể thuận lợi xử lý xong chuyện này và căn bản không phải đối mặt với sự tấn công của gã Đại Bưu này. Mà Bạch Tinh Đồng thấy gã đại bưu này không phải muốn tấn công để bắt cô ta lại mà định đánh cho cô ta bị thương, đến mức không còn khả năng hành động nữa thì mới bắt lại. Chương 490, thân phận bị vạch trần. Đại bưu ra tay rất mạnh, giống như hổ đói vồ mồi. Một nắm đấm tiến thẳng về phía Bạch Tinh Đồng. Nắm đấm này thậm chí khiến mái tóc dài của Bạch Tinh Đồng bị thổi bay hết ra sau, hơn nữa tốc độ của nó cũng rất nhanh, cơ hồ như trong nháy mắt là đã tới trước mặt của Bạch Tinh Đồng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Tinh Đồng nghiêng người đi để tránh, đúng lúc cô ta định chạy sang bên cạnh để thoát thân thì Đại Biêu đã không cho cô cơ hội này. Nắm đấm không hề thu lại, một chân của Đại Biêu bổ từ trên xuống dưới, chặn đứng con đường chạy trốn của Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng chỉ có thể lùi lại về sau và dựa vào vách tường. Bịch, Đại Biêu bổ chân xuống đất, khiến mặt đất gạch men sứ ở dưới vỡ toang, vọng lại một âm thanh rất lớn vào phòng khách. Một sức mạnh bắn ngược lại, Cơ thể đại bưu bay lên, cả người xoay tròn, một chân khác của anh ta lại quét ngang trong không trung. Bạch Tinh Đồng hoàn toàn không có cách nào để chống đỡ lại sự tấn công này, đối phương r່າງ là một người luyện võ, hơn nữa thực lực cũng không hề kém. Bạch Tinh Đồng chỉ có thể đưa cánh tay lên trước mặt để ngăn lại, cắn răng đón nhận cú quét chân này. Ầm. Uhm. Bạch Tinh Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, cô ta bay ra ngoài, đập vào góc tường, phần lưng đập thẳng vào vách tường rồi từ trên tường rơi xuống đất. Bạch Tinh Đồng quỳ nửa người xuống, một tay chống xuống mặt đất. Đại Bưu cười nhạo, thế nào, chỉ có một chút năng lực đó mà còn dám đến đây sao, xem ra cô đúng là một người không hiểu gì về mình. Anh Lưu là ai chứ, ai cũng có thể tùy tiện vào được nhà của anh ấy sao? Bạch Tinh Đồng cắn răng, cô ta hít sâu một hơi. Bạch Tinh Đồng siết chặt hai nắm đấm đưa về phía Đại Bưu nhưng vừa bị tấn công bằng một sức mạnh quá lớn, hai vai của cô ta trở nên run rẩy. Trần Chiêu Đệ kéo con của mình đứng sang một bên, cô ta hơi sợ hãi nhìn về phía Bạch Tinh Đồng. Đây là lần đầu tiên có người dám tìm đến đây. Bình thường đối thủ của Lưu Tân Đông cũng đến tìm anh ta, có chuyện gì cũng giải quyết ở bên ngoài nên Trần Chiêu Đệ và mấy đứa trẻ giống như không có quan hệ gì với anh ta cả. Hơn nữa Lưu Tân Đông có rất nhiều nhà nên cũng có rất ít người biết đến sự tồn tại của bọn họ. Không ngờ hôm nay lại có một người đến tìm bọn họ. Bạch Tinh Đồng cắn răng Cô ta cũng không định cứ thế mà bỏ cuộc, chỉ cần rời được khỏi đây là coi như cô ta đã đạt được mục đích của mình. Bạch Tinh Đồng đã thả được máy nghe lén vào bên trong sofa, cô ta có thể nghe thấy hết được những gì Lưu Tân Đồng nói trong phòng khách này. Vậy nên lúc này Bạch Tân Đồng chỉ suy nghĩ đến việc làm sao để rời khỏi đây. Thực lực của gã luyện võ đại bưu này đúng là mạnh hơn Bạch Tinh Đồng nhưng cô ta lại không thể rút súng ra. Nếu rút súng ra đối phương nhất định sẽ biết được thân phận thật của cô đến lúc đó đối phương chẳng cần làm gì nữa chỉ cần báo cảnh sát là xong. Bạch Tinh Đồng hoàn toàn không có lệnh bắt người khi đến đây hành động tự tiện xông vào nhà dân là hành vi vi phạm pháp luật với thân phận của mình Bạch Tinh Đồng còn biết sai mà còn cố tình phạm vậy thì tội danh còn tăng thêm một bậc nếu chuyện này trở nên nghiêm trọng thì Bạch Tinh Đồng hoàn toàn không có cách nào để xử lý cho nên nàng Bạch Tinh Đồng chỉ có thể tay không tất sắt chiến đấu cùng gã luyện võ đại bưu này nhưng cô ta biết rõ bản thân mình không thể nào thắng được. Vậy nên cô vẫn không định khoanh tay chịu trói đúng không? Đại Biêu nheo mắt, nhìn Bạch Tinh Đồng bằng ánh mắt châm chọc. Bạch Tinh Đồng không nói câu nào, sắc mặt âm trầm. Ngược lại tôi rất muốn biết sốt của cô có thân phận gì mà dám đến đây để lừa chị dâu. Đại Biêu nói xong thì hét lên một tiếng và nhào về phía Bạch Tinh Đồng. Đương nhiên Bạch Tinh Đồng biết rõ tình hình hiện tại là như thế nào, cô ta đành gồng hết sức và xông về phía trước. Đại Bưu đánh bạch tinh đồng bằng một cùi trỏ, cô ta chỉ có thể đưa hai tay lên để ngăn cản. Lúc tiếp xúc với sự tấn công của đối phương, lần đầu tiên bạch tinh đồng cảm nhận được một sức mạnh lớn như vậy. Bạch tinh đồng không thể chống lại được sức mạnh đó, cô ta chỉ có thể lùi về sau để không để bảo vệ lực lượng. Thế nhưng rõ ràng là đại Bưu không có ý định tha cho bạch tĩnh đồng, anh ta tiếp tục lên gối, đúng lúc bạch tĩnh đồng lùi lại phía sau thì đại Bưu cũng sấn đến rõ ràng anh ta không định để cho bạch tinh đồng chút thời gian nào để phản ứng. Bạch tinh đồng cắn đến nát môi, cô ta biết rõ cú lên gối này cũng không hề nhẹ hơn so với cùi trỏ vừa nay. Nếu như không đỡ được, cô ta thật sự bị đánh gục mất. Bạch tinh đồng cho hai tay xuống đỡ, nhưng hai tay cô ta run rẩy, cơn đau đớn kịch liệt nói cho bạch tinh đồng biết hai cánh tay cô ta đã phải chịu lực quá mạnh và vượt qua mức bản thân có thể chống đỡ được. Bịt cuối cùng bạch tinh đồng cũng bị đại biêu đánh bay ngã vào vách tường đại biêu đi đến trước mặt bạch tinh đồng đưa tay ra tóm lấy tóc và kéo cô ta về phía phòng khách rồi anh ta ngẩng đầu lên nhìn trần chiêu đệ chị dâu chỉ có dây móc không trần chiêu đệ vội vàng lấy dây thừng trong tủ ra không có dây móc nhưng dây thừng cũng đủ để khống chế bạch tinh đồng đã tạm thời mất đi năng lực hành động trung tín vẫn đang ngồi trong công viên chờ bạch tinh đồng anh ta lo lắng nhìn lên tòa nhà cao tầng một ánh đèn xe khiến anh ta quay đầu lại trung tín nheo mắt lại anh ta nhanh chóng nhận ra biển số xe này sắc mặt anh ta hơi thay đổi đợi đến khi chiếc xe đi rồi anh ta cầm điện thoại nhắn tin cho bạch tinh đồng nhưng trung tín không nhận được câu trả lời trung tín vô cùng lo lắng không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ theo lý mà nói bên trên chỉ có trần chiêu đệ và hai đứa trẻ không thể tạo thành sự uy hiếp với bạch tinh đồng nhưng vì sao lâu như vậy rồi mà cô vẫn không xuống Trung tín đứng lên, anh ta nhìn lên tòa nhà cao tầng rồi đi qua đi lại. Ngay sau đó anh ta biết mình không đợi thêm được nữa, nên nhanh chóng thông báo với cục trưởng lạc dẫn người qua đây ứng cứu. Đi lên đó xem trước đã, nếu như bạch tinh đồng thật sự xảy ra chuyện gì cũng dễ nghĩ ra biện pháp cứu người. Trung tín gửi tin nhắn cho cục trưởng lạc xong rồi cũng đi vào bên trong tòa nhà. Lúc đó đại biểu đang ngồi trên ghế sofa nhìn bạch tinh đồng bằng ánh mắt vô cùng đắc ý còn bạch tinh đồng lúc đó đang chật vật nằm dạp trên nền nhà cánh cửa bị mở ra lưu tân đông mặc một bộ quần áo thoải mái đi từ bên ngoài vào anh ta cầm một cặp tài liệu trên tay nhìn thấy tình hình bên trong phòng khách anh ta cau mày đại biêu đứng lên mỉm cười anh lưu cuối cùng anh cũng về rồi em bắt được một người có ý đổ xấu với anh lưu tân đông hơi nghi ngờ người phụ nữ này là ai anh ta nhìn lướt qua Thấy vợ con mình đều không có chuyện gì, anh ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm và để cái cặp tài liệu sang một bên. Trần Chiêu đệ cho bọn trẻ vào trong phòng rồi rót cho Lưu Tân Đông một ly nước, cô ta nói mình là chủ quản của công ty Hoa Cường, đến để bàn chuyện sáp nhập công ty với anh. Lưu Tân Đông cười lạnh, đúng là lý do gì cũng bịa được, nhưng tôi biết cô đấy cảnh sát bạch. Cô vô cùng tàn nhẫn với những người anh em kia của tôi, thủ đoạn thẩm vấn tàn nhẫn khiến tôi cũng phải thở dài. Bạch Tinh Đồng liếc nhìn Lưu Tân Đông, nhanh chóng nhớ ra chuyện lúc đám Lưu manh kia bị bắt, Lưu Tân Đông đã từng đến đồn cảnh sát để xin bảo lãnh cho bọn chúng. Nhưng đến cuối cùng vẫn bị bọn họ dùng những lý do chính đáng khác từ chối. Không ngờ người này chính là Lưu Tân Đông. Bạch Tinh Đồng cũng không ngờ Lưu Tân Đông sẽ đích thân ra mặt đi bảo lãnh cho đám lưu manh kia. Cô đến đây là định nắm thóp của tôi đúng không? Tôi chỉ làm một số công việc kinh doanh không công khai thôi. Những người kinh doanh kiểu này ở Liêu Đông rất nhiều, vì sao cô cứ muốn nhắm vào tôi? Lưu Tân Đông hoàn toàn không hiểu vì sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 491: Cứu người không thành. Những doanh nghiệp kinh doanh không công khai nhiều như vậy, mọi người cũng biết điều nên không vượt qua danh giới đó. Đó cũng là vì an toàn và anh ta cũng đã có đủ sự chuẩn bị. Những người bên trên đều không để ý đến anh ta nhưng Bạch Tinh Đồng lại vô cùng chú ý đến anh ta. Bạch Tinh Đồng lạnh lùng nhìn Lưu Tân Đông, anh nghĩ tôi đến đây tìm anh là vì chuyện đó sao? Lưu Tân Đông tò mò hỏi, nếu không phải vì những chuyện đó thì vì chuyện gì? Vụ việc ám sát ngày 14 ở cầu Thăng Bằng, anh có dám nói chuyện này không liên quan gì tới mình không? Khuôn mặt Bạch Tinh Đồng lạnh lùng. Lưu Tân Đồng nhớ lại, anh ta nhìn Bạch Tân Đồng hơi bất lực, nếu cô đổ chuyện này lên đầu tôi thì cô nhầm rồi, đương nhiên là tôi không chỉ đạo bọn chúng, Tất cả những gì bọn chúng làm đều là do bọn chúng tự nguyện. Cô cũng biết đấy, mặc dù tôi nuôi dưỡng những người đó nhưng ngoài thời gian làm việc cho tôi, đám người đó đi làm những việc gì khác không liên quan gì tới tôi cả. Đó là tự do của bọn chúng. Đương nhiên Bạch Tinh Đồng không tin những lời này, nhưng hiện giờ tất cả đám lưu manh đó đều đã chết, không có cách nào để chứng minh những gì anh ta nói là thật hay giả. Hơn nữa Bạch Tinh Đồng cũng biết rõ hiện giờ Lưu Tân Đông nhất định đang không nói thật. Lưu Tân Đông nhanh chóng nở nụ cười, nhưng này cảnh sát bạch, cô bảo tôi phải đối xử với cô như thế nào đây? Hành vi này của cô là tự ý xông vào nhà dân. Cô rõ ràng biết sai mà còn cố tình phạm, nếu như tôi báo cảnh sát, cô nhìn thấy đồng nghiệp của mình thì có xấu hổ không nhỉ? Đại biêu liếm môi của mình, anh Lưu, thả cô ta đi không phải là quá dễ dàng cho cô ta sao? Hay anh cứ giao cô ta cho em là được, em nhất định có thể khiến cô ta tâm phục khẩu phục. Lưu Tân Đông gật đầu tán thành, cậu nói vậy cũng đúng lắm, đại biêu, tôi rất tin tưởng vào năng lực của cậu. Nếu cậu đã muốn đưa người phụ nữ này đi thì cậu cứ đem đi đi. Đại biêu vui mừng cảm ơn, anh Lưu, anh yên tâm, anh cứ giao người phụ nữ cho em, ngày mai anh sẽ thấy em bắt cô ta làm gì cô ta sẽ phải làm cái đó. Đại biêu đi lên phía trước, tóm lấy bạch tinh đồng, định nhấc bổng cô ta lên. Bạch tinh đồng hét lớn, anh muốn làm gì, anh không được qua đây nhưng đáng tiếc là đại biểu không hề quan tâm đến những gì bạch tinh đồng nói anh ta vẫn tiếp tục làm chuyện của mình nhưng đúng lúc đó cánh cửa được mở ra trung tín từ bên ngoài xông vào tay cầm súng nhắm về phía đại biểu thả người phụ nữ trên tay anh ra đại biểu cười ha ha anh ta đành phải thả bạch tinh đồng xuống trước dù sao đối phương cũng có súng trong không gian nhỏ hẹp này thật không dễ để tránh hơn nữa ngoài anh ta ra trong phòng khách này vẫn còn có lưu tân đông và trần chiêu đệ nếu không cẩn thận làm bọn họ bị thương, đại biêu nhất định sẽ toi đời. Vậy nên anh ta làm theo những gì Trung Tín nói nhưng trên khuôn mặt anh ta không hề có chút vẻ gì là sợ hãi. Đại biêu nhìn Trung Tín và cười ha ha rồi nói, người anh em, cậu phải cẩn thận với khẩu súng của mình. Nhớ đâu phát lửa thì không hay đâu. Bớt nói nhảm, mau chóng cởi trói cho cảnh sát bạch. Trung Tín hét lên. Anh ta có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ được đến chuyện những người này lại to gan như thế, Dám làm những chuyện như vậy với Bạch Tinh Đồng, chẳng lẽ bọn chúng không muốn sống nữa hay sao? Đại Bưu vẫn tiếp tục làm theo những gì Trung Tín nói, chỉ có điều lúc sợi dây thường được cởi ra, Bạch Tinh Đồng vẫn không có cách nào đứng lên được. Những đòn tấn công vừa nãy của Đại Bưu khiến Bạch Tinh Đồng không có cách nào để đứng lên được nữa. Từ nãy tới giờ Bạch Tinh Đồng vẫn cố chịu đau. Trung Tín hình như có thể cảm nhận được điều đó, khuôn mặt anh ta biến sắc rồi lập tức đi lên phía trước. Đừng sắc mặt bạch tinh đồng thay đổi, cô ta đang định bảo Trung Tín dừng lại nhưng đáng tiếc mọi chuyện đã muộn. Lúc Trung Tín còn cách đại biêu tầm 2-3 mét, đại biêu đã ra tay. Tốc độ của đại biêu vô cùng nhanh, gần như đúng lúc Trung Tín phản ứng lại được, định nhắm khẩu súng về phía anh ta thì đại biêu đã đưa tay ra nắm lấy cỏ súng, khiến anh ta không thể nổ súng được. Đại biêu nhe răng ra cười, vừa rồi cậu vẫn còn uy phong lắm, cậu tưởng tôi không trị được cậu sao? Trung tín biết bản thân mình nóng vội nhưng hiện giờ đã không còn cách nào khác, anh ta chỉ biết cố cướp lại khẩu súng của mình. Nhưng đại biêu đánh một quyền vào khuỷu tay của Trung tín. Giang giác, là tiếng xương gãy, khuỷu tay của đại biêu xuất hiện một hình dạng không thể tin được. Khẩu súng ngắn tự nhiên rơi xuống đất, Trung tín kêu lên thảm thiết rồi lùi về phía sau. Đại biêu lại tung một cước, đạp ngã Trung tín xuống đất rồi nhân tiện đóng cửa lại. Làm xong những chuyện này, lúc này đại biêu mới nhặt khẩu súng trên mặt đất lên đúng là lợi hại quá đi mất tưởng trong tay có súng là nghĩ mình ghê gớm lắm sao tưởng rằng có thể giết chết bọn tao à anh ta đi đến trước mắt trung tín nhưng hiện giờ trung tín đã không còn chút sức lực nào để phản kháng hoặc trả lời một đòn vừa rồi cũng đủ để đá gãy mấy cái xương của anh ta mặc dù anh ta một nhân viên cảnh sát có kinh nghiệm nhưng cũng chỉ luyện qua một số môn võ để khống chế được người bình thường còn Đại Biêu là người luyện võ chân chính, anh ta không thể làm được gì. Nhất là Đại Biêu còn luyện môn công phu ngoại gia rất mạnh, anh ta ra tay có thể khiến gân cốt của đối phương bị thương. Trung tín chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, lúc này anh ta đã qua thời điểm đau nhất, anh ta cắn răng cố gắng không để mình phát ra âm thanh gì. Đại Biêu đi tới trước mặt Trung tín, ngắm thẳng khẩu súng vào đầu anh ta. Lưu Tân đông ho một tiếng, Đại Biêu lại cười cười, anh ta thu khẩu súng lại, cậu vẫn còn may mắn đấy, có thể sống thêm được một lúc nữa. Trong nhà anh Lưu không được xảy ra án mạng nên muốn giết cậu tôi còn phải đưa cậu ra bên ngoài nữa. Anh ta đi đến bên cạnh của Bạch Tinh Đồng, định nhấc cô ta lên. Nhưng đúng vài lúc đó, cánh cửa đã đóng đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, đại biêu nhìn về phía chiếc cửa bằng ánh mắt hơi kỳ quái. Sắc mặt Lưu Tân Đông thì vô cùng khó coi, hôm nay làm sao vậy không biết. Tất cả mọi người tụ tập ở nhà tôi để họp sao. Vừa nói xong, cánh cửa lớn lại bị oanh kích, sau khi âm thanh vang lên, cả cánh cửa trống trộm bay vào trong, cuối cùng đập vào ban công. Ban công và cánh cửa sổ sát mặt đất cạnh đó trong phòng khách đều vỡ vụn. Một người đứng ở trước cửa lớn, ánh mắt lạnh lùng quan sát tình hình bên trong. Anh nhìn ngay thấy Bạch Tinh Đồng đã bị thương đang nằm trên đất. Quả nhiên là cô ở đây, yên tâm đi, nếu tôi đã đến đây tôi nhất định đưa cô về nhà an toàn. Diệp Vô Phong từ từ đi vào bên trong, anh nhanh chóng đi đến bên cạnh Bạch Tinh Đồng và ôm cô ta lên. Đại Bưu hơi khó chịu, anh là ai? Nhưng anh ta không ra tay ngay vì anh ta biết Diệp Vô Phong nhất định là một cao thủ, có thể đá bay cánh cửa chống trộm như vậy nhất định là một người đã từng luyện võ. Bởi vì tất cả cửa chống trộm của tiểu khu này đều đã được gia cố. Diệp Vô Phong nhìn Đại Bưu lạnh lùng, trong phòng này, người có khả năng đánh Bạch Tinh Đồng thành ra như vậy chỉ có thể là một mình Đại Bưu đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cho đại biêu, chỉ có điều chuyện quan trọng nhất hiện giờ vẫn là đưa Bạch Tinh Đồng tới bệnh viện. Chuyên bác tri ân. Mặc dù đại biêu biết thực lực của Diệp Vô Phong là rất mạnh nhưng anh ta vẫn chưa biết rõ thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh như thế nào nên anh ta muốn thử thăm dò một chút. Anh ta bước lên trước một bước, nhưng đúng vào lúc đó, Lưu Tân Đông lại giữ đại biêu lại. chương 492, dứt khoát ra đầu thú. Đại biêu nhìn Lâm Tân Đông không hiểu, Lâm Tân Đông đã bước lên trước chắp tay, người anh em, tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm rồi nhỉ. Giữa chúng ta với nhau hẳn không có thù hằn gì phải không? Diệp vô phong lộ ra nụ cười lạnh lùng, anh nhận ra thân phận của tôi. Sắc mặt của Lưu Tân Đông càng trở nên khó coi, có thể nhìn ra trên mặt anh ta có thêm cả một chút sợ hãi. Anh ta cười xấu hổ, bây giờ cả Liễu Đông làm gì có ai không biết đến đại danh của anh Diệp. Nếu như biết thì tốt, tôi cho anh hai cơ hội, anh từ tới đồn cảnh sát đầu thú, nói ra hết tất cả những chuyện mà anh đã làm, hoặc anh có thể thử đối đầu với Hoa Cường nhưng tôi cũng vẫn mong là anh biết tự cân nhắc năng lực của mình. Lưu Tân Đông cũng không dám trả lời, cũng không dám có động tác gì nhưng đại biêu lại thể hiện rõ là không biết sợ. Anh ta khó chịu chỉ vào người Diệp vô phong, còn em mờ sao nó mày bớt nói nhảm đi, mày tưởng rằng là ghê gớm sao. Vừa nói xong, Diệp vô phong dùng tốc độ cực nhanh đi tới trước mặt đại biêu, thời gian chỉ trong nháy mắt, thậm chí đại biểu còn cảm thấy trước mắt mình hoa đi diệp vô phong đã xuất hiện trước mặt anh ta anh ta sợ hãi muốn tấn công nhưng đáng tiếc là tốc độ của diệp phong còn nhanh hơn chỉ một cú đạp nhưng đã khiến đại biểu dính ngay vào tường diệp vô phong ra tay trong lúc tức giận không hoàn toàn không phải ở mức loại người như đại biểu có thể ngăn cản được cả người đại biểu đập mạnh vào vách tường thậm chí còn làm bức tường nứt ra vôi cát trên tường rơi xuống rất nhiều còn đại biểu thì chỉ vào diệp vô phong không nói được gì anh ta trừng mắt, trong mắt toàn là tơ máu. Cuối cùng anh ta cũng há được miệng ra, anh ta kêu lên một tiếng thảm thiết rồi phụt một ngụm máu mồm ra, ngay sau đó là mắt mũi mồm tai thất khiếu cùng chảy máu. Cơ thể đại bưu dần mềm nhũn ra, rồi từ từ trượt khỏi vách tường. Âm thanh này đương nhiên khiến Lưu Tân Đông và Trần Chiêu Đệ giật mình sợ hãi, hai người bọn họ nhìn thấy Diệp Vô Phong vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại có thể đánh đại bưu thành ra như vậy trong lòng hai người họ đương nhiên cảm thấy sợ hãi sau khi diệp vô phong làm xong chuyện này anh ôm lấy bạch tinh đồng và trung tín lên rời khỏi căn phòng này trong phòng lưu tân đông vô cùng sợ hãi còn trần chiêu đệ che chặt mặt mình hai người bọn họ thật sự sợ đến mất mật vừa rồi diệp vô phong chỉ đứng cạnh hai người bọn họ nhưng cả hai đã đều cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc đó lưu tân đông đi tới trước mặt đại biêu đưa tay ra trước mũi anh ta để xem thử rồi nhanh chóng thu tay lại khuôn mặt Lưu Tân Đông sợ hãi, đại bưu chết rồi. Trần Chiêu Đệ đảo mắt rồi hôn mê bất tỉnh. Cô ta chưa từng nhìn thấy những chuyện như thế này. Phía dưới tiểu khu, cục trưởng Lạc dẫn người tới, lúc nhìn thấy ba người Diệp Tam Phong, sắc mặt của ông đột nhiên thay đổi rồi vội vàng cho người đưa hai người Bạch Tinh Đồng vào bệnh viện. Diệp Vô Phong nhìn phó cục trưởng Diêm Trường Lâm đang vội vàng chạy tới, tại sao ông biết hai người bọn họ muốn đi tìm Lâm Tân Đông mà không ngăn cản? diêm trường lâm cười khổ lắc đầu cậu cảm thấy tôi có thể ngăn cản được không cô ấy chống lại lời của tôi để đi làm chuyện của mình bạch tinh đồng ấy à quá muốn giúp cậu rồi diệp vô phong hơi tự trách mình đáng lẽ ra tôi nên sớm đoán được bạch tinh đồng nhất định không khoanh tay làm ngơ trước chuyện này nhưng tôi không ngờ là cô ấy lại một mình đi tìm diệp tân đông trong bệnh viện lúc này bác sĩ đang điều trị cho bạch tinh đồng và trung tín cũng may là bạch tinh đồng không bị nguy hiểm đến tính mạng chỉ là gãy một cái xương sườn. Ngược lại vết thương của Trung Tín lại nặng hơn rất nhiều, không nói gì đến cánh tay bị gãy, anh ta bị gãy mất mấy cái xương sườn và rơi vào hôn mê. Tôi biết chuyện này cậu sẽ không bỏ qua, tôi cũng sẽ cố gắng để giúp đỡ. Nếu cậu cần giúp đỡ gì cứ thoải mái nói với tôi. Siêm Trường Lâm nói vô cùng chân thành. Diệp Vô Phong khoát tay, chuyện này tôi không cần ông giúp, hiện giờ Lưu Tân Đông không dám chống lại công ty Hoa Cường đâu anh ta nhất định sẽ đến đồn cảnh sát để đầu thú, đến lúc đó các ông muốn định đoạt thế nào thì đó là quyền của các ông. siêm trường lâm mím môi gật đầu, mặc dù biết rõ chỉ cần Diệp vô phong ra tay, mọi chuyện sẽ được đơn giản hóa nhưng như vậy có phải đơn giản quá rồi không? Thậm chí cảnh sát còn không cần điều tra lấy chứng cứ, cứ đợi Lưu Tân Đông đến đồn cảnh sát tự thú là xong. Đương nhiên chuyện này là một chuyện vui với ông ta. Sau khoảng thời gian này tôi sẽ để cho Bạch Tinh Đồng được nghỉ phép vậy nên cậu không cần phải lo lắng cho sự an toàn của cô ấy. Siêm Trường Lâm suy nghĩ một lát rồi nói chuyện mình có thể làm được ra. Đọc chuyện hay, truy cập ngay tiumtiuyenangen.vn Diệp Vô Phong chỉ im lặng ngồi bên cạnh Bạch Tinh Đồng đã chữa trị xong và đang nằm trên giường bệnh, nắm chặt lấy tay cô. Tay của cô gái này không hề mềm mại bởi phải cầm súng và huấn luyện quanh năm, trên tay cũng có nhiều vết chai. Nhưng nhìn cũng không có vẻ quá thô giáp, hơn nữa ngón tay của bạch tinh đồng thon dài hình dáng cũng rất đẹp có thể nói là bàn tay như ngọc diệp vô phong ngồi trên ghế diêm trường lâm cũng không tiếp tục làm phiền anh nữa ông ta dẫn theo cấp dưới rồi đi ra khỏi phòng bệnh đi thăm trung tín sao lại ngốc như vậy chứ lưu tân đông chỉ là một tên tép siêu tôi muốn giải quyết anh ta cũng chỉ cần động một ngón tay nhưng cô bị thương rồi tôi cảm thấy rất đau lòng cô làm như vậy là làm một chuyện rất ngốc Diệp vô phong thở dài một hơi, nhưng hiện giờ Bạch Tinh Đồng đang trong cơn hôn mê nên cũng không thể trả lời được anh. Lưu Tân Đông sắp xếp xong chuyện của Trần Chiêu Đệ và bọn trẻ thì mới tới đồn cảnh sát để tự thú. Anh ta mỉm cười nhìn viên cảnh sát tiếp đón, chào anh, tôi tới để tự thú. Cảnh sát nhìn Lưu Tân Đông hơi nghi ngờ, anh ta nói tiếp, thực ra vụ ám sát trên cầu thăng bằng là do tôi chỉ đạo. Khuôn mặt viên cảnh sát trẻ tuổi này biến sắc, lập tức giữ Lưu Tân Đông lại vụ ám sát trên cầu thăng bằng là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, cũng vì vụ việc này mà bộ đội vũ trang cũng được cử ra, hơn nữa cũng có rất nhiều người chết trong vụ ám sát cầu thăng bằng. Mà kẻ chủ mưu trong vụ cầu thăng bằng vẫn chưa từng xuất hiện, bọn họ đến sức đầu mẻ chán vì chuyện này, không ngờ kẻ đó chính là người trước mặt này. Sau khi bắt Lưu Tân Đông lại, Diêm Trường Lâm ngay lập tức tới phòng thẩm vấn, Diêm Trường Lâm nghiêm túc đánh giá con người này. Ông ta biết Lưu Tân Đông, vì lúc đầu mới đến Lưu Đông, Ông ta đã nhớ hết tất cả những người cần phải chú ý. Lưu Tân Đông cũng ở trong số đó. Mặc dù Lưu Tân Đông tiếp xúc với những ngành không công khai, nhưng cũng làm không ít những việc vượt qua danh giới, chỉ có điều là cảnh sát Lưu Đông không nắm được chứng cứ gì có ích. Lúc trước sự tồn tại của Âu Dương Lôi gần như là chiếc ô bảo vệ cho tất cả những ngành không công khai, cảnh sát muốn tìm được chứng cứ là một chuyện vô cùng khó khăn. Anh định ôm hết tất cả mọi chuyện, Siêm Trường Lâm nghiêm túc nhìn Lưu Tân Đông. Lưu Tân Đông cười vui vẻ, cái gì mà ôm hết tất cả chứ, tất cả những chuyện này đều là do tôi làm, ông nói câu đó có vẻ hơi lạ rồi. Siêm Trường Lâm cười ha ha, anh thật sự cho rằng có thể lừa được tôi sao? Tôi đã ghi nhớ hết sự phân bố của tất cả các thế lực ở Lưu Đông rồi, anh hợp tác với ai tôi đều biết hết. Lưu Tân Đông cau mày, ông nói vậy là có ý gì, tôi đã tự thú rồi mà ông vẫn không tin lời của tôi? Tôi biết ông muốn lật đổ tất cả mọi người nhưng ông không moi được gì của từ miệng của tôi đâu, ông đừng nghĩ đến chuyện đó nữa thì hơn. chương 493, Hàn Kỳ muốn từ chức. Diêm trường lâm lạnh nhạt nhún vai, thực ra anh không biết, tôi không hề muốn lấy tin tình báo có ích gì từ miệng của anh. Anh có nói hay không cũng không liên quan gì mấy tới tôi. Nhưng chuyện cầu thăng bằng nhất định không phải do anh làm chủ mưu. Lưu Tân đông cười nhạo, những tên côn đồ kia đều là đàn em của tôi, nếu như không phải là tôi thì còn ai có thể ra lệnh được cho bọn chúng nữa? Diêm Trường Lâm gõ bàn, nếu như không có chuyện ở trại tạm giam, tôi thật sự còn cho rằng chuyện này là do anh đứng đằng sau bày mưu tính kế. Nhưng sau khi xảy ra chuyện trong trại tạm giam, tôi đã đã đoán anh không có liên hệ quá nhiều với chuyện này. Có thể lúc đầu suy nghĩ này là của cậu nhưng toàn bộ kế hoạch phía sau hoàn toàn là do một người khác chỉ huy. Ánh mắt của Lưu Tân Đông hơi hoảng hốt diêm trường lâm tiếp tục nói thật ra tôi cũng có thể đoán được rốt cuộc tất cả mọi chuyện này là thế nào dù sao liêu đông cũng là một nơi rộng lớn thể nào cũng có người không phục khi công ty hoa cường vào đây giờ một chút thủ đoạn ở sau lưng thì cũng có thể hiểu được nhưng nếu mọi chuyện đã thất bại thì bọn chúng phải ra để đền tội anh nói có phải không lưu tân đông lắc đầu tôi không hiểu những gì ông nói là có ý gì lần này tôi đến đây tự thú là để nói hết tất cả những chuyện tôi đã làm ra tôi cũng dám thừa nhận chuyện trên cầu thăng bằng là do tôi làm còn phải xem các ông có dám công nhận không. Diêm Trường Lâm nói với nhân viên cảnh sát ở bên cạnh, cứ giữ người này lại đã, lấy một bản khẩu cung, còn về chuyện định tội thế nào tạm thời không cần vội. Lưu Tân đông cười nhạo nhưng dường như Diêm Trường Lâm hoàn toàn không hề sợ hãi, cũng không sợ cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào. Diệp vô phong dẫn Lâm Thư Âm trở lại trụ sở chính của công ty Hoa Cường, nhân viên tiếp tân đi tới, tổng giám đốc Lâm, hàn kỳ đã tỉnh lại rồi sau khi nghe được chuyện điều chỉnh vị trí thì đã nộp đơn xin từ chức sau khi lâm thư âm nghe xong sắc mặt cô trở nên hơi khó coi sau khi diệp vô phong nghe xong anh cũng đoán được hàn kỳ muốn làm gì hàn kỳ không muốn làm liên lụy tới công ty hoa cường đi thôi bà xã xem ra hôm nay chúng ta phải đến bệnh viện để thăm ân nhân cứu mạng của em diệp vô phong kéo lâm thư âm đi cô đành bất đắc dĩ gật đầu tới bệnh viện hai người gặp một người phụ nữ đang ngồi bên cạnh giường của hàn kỳ gọt táo cho anh ta vừa làm còn vừa nói không ngừng anh có hiểu không bây giờ giá nhà ở ma đô đắt như vậy tiền đi học của con gái cũng cao như vậy nếu bây giờ anh từ chức rời khỏi công ty hoa cường thì ai nuôi ăn nuôi ở anh hơn nữa anh vì giám đốc lâm mới trở thành như vậy bây giờ bọn họ nuôi anh không phải là một chuyện rất hợp lý sao vì sao anh cứ phải phản đối chuyện này Trần Phương vô cùng tức giận nên giọng nói cũng hơi to. Phòng này là một phòng bệnh riêng, cửa cũng đóng lại, nhưng Diệp vô phong đứng ở bên ngoài vẫn nghe thấy được giọng nói của cô ta. Lâm Thư âm muốn gõ cửa đi nhưng Diệp vô phong đã giữ tay cô lại và lắc đầu. Anh đưa tay ra chỉ vào trong phòng bệnh, ý anh là muốn để nghe thêm ý của Hàn Kỳ và vợ anh ta xem thế nào. Lâm Thư âm không khó chịu gì với những gì Trần Phương nói mặc dù những gì cô ta nói khá trần trụi nhưng sự thật đúng là như vậy. Hàn Kỳ đúng là vì Lâm Thư Âm mà mới trở nên như vậy, hiện giờ Lâm Thư Âm nuôi Hàn Hì cũng là một chuyện đương nhiên. Vì dù sao cũng không ai biết rằng nếu lúc đó không phải một mình Hàn Kỳ xông ra khỏi xe, ngăn những tên côn đồ không muốn sống đó lại thì kết quả sẽ như thế nào. Chuyện này không ai có thể biết được, cũng không dám tưởng tượng. Hàn Kỳ lại tức giận nhìn vợ mình, em biết gì chứ? Anh có tay có chân, lúc đầu khi trở thành vệ sĩ cho giám đốc Lâm anh cũng đã nói rồi, anh sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho giám đốc Lâm. Bây giờ anh cũng chỉ là đang thực hiện lời hứa của mình. Hơn nữa công ty Hoa Cường cũng phải phát triển, anh chiếm không một vị trí mà không làm gì thì ra cái gì chứ. Trần Phương nghe xong tức giận không biết chút đi đâu, vậy nên mới nói anh đúng là người không có đầu óc, anh nghĩ thử đi. Nếu như bây giờ anh thật sự cứ như vậy mà đi thì giám đốc Lâm không phải sẽ rất áy náy sao? hàn kỳ thở dài một hơi rõ ràng anh ta không muốn nói qua nói lại với vợ mình quá nhiều anh đã nộp đơn từ trước tôi bây giờ chỉ còn đợi bộ phận nhân sự xét duyệt thông qua nữa thôi cái gì anh có bị ngu không vậy cô đúng là đồ phụ nữ tóc dài não ngắn đàn ông bao giờ cũng nói chuyện tình nghĩa vậy anh ôm cái tình nghĩa quỷ quái của anh mà sống đi nói nhiều như vậy mà anh cũng chỉ nghĩ đến thể diện nếu anh bỏ qua thể diện thì anh không biết công việc đó vui vẻ như thế nào đâu trần phương la hét đúng lúc đó diệp vô phong lại đẩy cửa phòng ra trần phương lập tức ngậm miệng cô ta quay đầu lại nhìn người ở cửa sau khi nhìn thấy đó lâm thư âm và diệp vô phong khuôn mặt cô ta lập tức trở nên sợ hãi và cũng hơi xấu hổ cô ta không chắc hai người lâm thư âm có nghe được những gì cô ta vừa nói hay không nếu như nghe được thì thật sự không xong rồi dù sao những câu nói kia cũng quá thực tế thể hiện rõ ràng cô ta là người tham lợi Lúc này Diệp Vô Phong lại cười và nói, nghe nói anh tỉnh lại tôi còn tưởng là người khác đang lừa tôi. Thấy anh tỉnh lại như vậy thật tốt quá. Hàn Kỳ miễn cưỡng mỉm cười, sắc mặt anh ta tái nhợt, "Chủ tịch Diệp, tôi không hổ thẹn với nhiệm vụ của mình, tôi đã bảo vệ được giám đốc Lâm." Diệp Vô Phong gật đầu, "Tôi cũng thấy được điều này, cũng biết anh đã liều mạng để bảo vệ thư âm, tôi thật sự rất cảm ơn anh, nhưng tôi nghe nói việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh lại lại là nộp đơn từ chức, như vậy thì làm sao được?" Hàn Kỳ cười khổ nhìn Diệp Vô Phong, "Tôi biết chủ tịch Diệp có ý tốt nhưng trong công ty tôi cũng nhận được đãi ngộ rất tốt. Lương tháng nào cũng tăng, như vậy tôi đã rất vui rồi. Nhưng tôi không thể cứ chiếm mãi vị trí tổng giám đốc ở Lưu Đông của Hoa Cường được, vị trí này anh nên giao cho người có tài hơn." Diệp Vô Phong mỉm cười, "Sao anh lại cứ không coi trọng mình như vậy, cảm thấy mình là một người không có tài vậy?" Hàn Kỳ lắc đầu, "Tôi biết mình là người thế nào." Bảo tôi hò hét chém giết tôi còn làm được nhưng nếu bảo tôi đi làm kinh doanh thì tôi không thể làm được. Tôi hiểu rất rõ chuyện này, hơn nữa cho dù rời khỏi Hoa Cường nhưng tôi vẫn còn một ít cổ phần đủ để tôi sống một cuộc sống không đến nỗi nào. Đương nhiên Diệp Vô Phong biết trong tay Hàn Kỳ có bao nhiêu cổ phần nhưng chỗ đó cũng chỉ có một ít, mỗi tháng tiền chia hoa hồng mặc dù có thể đủ cho Hàn Kỳ sống nhưng nếu muốn mua nhà ở Ma Đô thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa Diệp Vô Phong đương nhiên cũng không có ý định để Hàn Kỳ đi tự nhiên anh sầm mặt tôi nói anh làm được là anh làm được hơn nữa chưa chắc tôi đã cho anh ngồi ở vị trí phó tổng giám đốc của công ty hoa cường ở liêu đông đâu đến lúc đó tôi sẽ cử anh tới ma đô nơi đó mới hợp với anh vậy nên anh có nói thêm gì nữa cũng không có ích gì đâu tôi không để cho anh đi đâu tôi không đồng ý chuyện anh từ chức diệp vô phong đã nói đến nước này hàn kỳ cũng biết không còn chỗ để anh ta phản đối nữa anh ta cũng biết tính cách của Diệp Vô Phong, đã quyết định chuyện gì rồi là sẽ không thay đổi nữa. Chương 494, mời Hồng Thuẫn ra tay. Hàn Kỳ nén một hơi, Lâm Thư Âm đi tới an ủi nói, "Hàn Kỳ, tôi thật sự rất cảm ơn anh, tôi cũng biết anh tuyệt đối sẽ không cầm tiền mà không làm gì. Nhưng anh phải biết, chúng tôi từ lâu đã muốn sắp xếp anh vào vị trí tổng giám đốc của một chi nhánh rồi, chỉ là mãi vẫn chưa có cơ hội." "Ông xã, anh nhận lời đi." Chủ tịch Diệp và Giám đốc Lâm đã khuyên anh đến mức như vậy rồi. Nếu anh còn từ chối nữa thì đúng là người không biết thức thời. Trần Phương vội vàng nói vun vào, thực ra sự xuất hiện của Diệp vô phong và Lâm thư âm khiến cô ta vô cùng mừng rỡ. Cô ta biết Hàn Kỳ không thể rời khỏi công ty Hoa Cường được nữa. Mà cô ta cũng có thể tiếp tục để cho con gái mình đi học ở Mado, chuyện nhà cửa có thể bàn bạc kỹ hơn, hiện giờ có thể thuê phòng đợi sau này tiết kiệm đủ tiền có thể mua được một căn nhà thuộc về riêng mình hàn kỳ thở dài một hơi anh ta cũng không nói nhiều nữa giải quyết chuyện này xong diệp vô phong đưa lâm thư âm về lại công ty lúc đó diêm trường lâm lại tìm đến quán cà phê bên dưới công ty diệp vô phong gọi một ly cà phê xong thì điềm nhiên nhìn diêm trường lâm anh ta biết rõ người như diêm trường lâm nếu không có việc thì sẽ không tới tìm anh nhất định là có chuyện gì đó cần anh đi làm nên diêm trường lâm mới đến tìm anh diêm trường lâm mỉm cười tôi nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn trên khuôn mặt cậu nhưng không sao cả lần này tôi đến không phải để nhờ cậu giúp chuyện gì mà chỉ đến để báo tin cho cậu biết diệp vô phong hơi tò mò tin gì tôi biết cậu vẫn luôn điều tra kẻ cầm đầu của chuyện cầu thăng bằng tôi tin cậu đã tìm được người đăng tin treo thưởng trên trang web kia nhưng thực ra anh ta vẫn đang ở liêu đông thoải mái tự do ngoài vòng pháp luật. Diêm Trường Lâm đặt một bản tài liệu xuống trước mặt Diệp Vô Phong. Đó là một tập tài liệu, bên trong có những gì Diệp Vô Phong đại khái cũng đoán được. Nhưng anh không ngờ là Diêm Trường Lâm lại có ý định lợi dụng anh để xử lý những người này. "Mặc dù tôi nghe nói thực ra hệ thống của các ông vô cùng nghiêm khắc, không được làm việc bên ngoài. Nhưng tại sao ông lại cho rằng tôi sẽ bị ông sai khiến?" Diệp Vô Phong khó chịu nhìn Diêm Trường Lâm. Diêm Trường Lâm vội vàng lắc đầu, cậu nhầm rồi, tôi làm vậy không phải là đang sai khiến cậu, tin tình báo tôi sẽ để ở đây, kể cả không có tin tình báo mà tôi cung cấp, tôi tin rằng cậu cũng có thể tóm gọn được những người đó trong thời gian ngắn nhất. Tôi chỉ đưa cho cậu xem trước những thông tin mà cậu sẽ biết thôi hơn nữa cậu có hành động hay không là tự do của cậu, tôi cũng không thể can thiệp được. Tôi nghĩ cậu cũng hiểu rõ chuyện này. Diêm Trường Lâm đội mũ lên, vị trí của tôi trong hệ thống khá nhạy cảm, những thông tin tôi có thể cung cấp cũng có hạn. Những thứ còn lại đoán chừng vẫn phải cần cậu tự tìm nốt. Cậu có thể trở thành tư lệnh Long Môn, tôi tin rằng với sự thông minh của cậu. Cậu có thể đoán được vì sao tôi lại làm như vậy. Diệp vô phong vừa nhìn Diêm Trường Lâm nói chuyện vừa đứng lên, một tay anh gõ xuống bàn, đợi đến khi Diêm Trường Lâm đi rồi anh mới đặt tay lên tập tài liệu. Thực ra những thông tin này anh cũng có thể đoán ra được, anh cũng không muốn xem những tài liệu do người khác cung cấp diệp vô phong thở dài một hơi cuối cùng anh cũng cầm chỗ tài liệu đó lên còn về chuyện có xem hay không để đến lúc đó rồi tính anh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho du kinh hồng sau bao nhiêu ngày xử lý như vậy anh tin du kinh hồng đã xử lý mọi chuyện xong xuôi nói đi du kinh hồng nhận điện thoại xong chỉ trả lời một câu đơn giản diệp vô phong cười khổ du kinh hồng từ trước đến giờ vẫn luôn giữ kiểu thái độ lạnh lùng này hơn nữa lại còn đứng ở vị trí đội trưởng để nói chuyện với anh. Vậy nên anh không khỏi nghe ra một chút nghiêm túc. Cô có thời gian không? Tôi có một chút chuyện quan trọng muốn nói với cô. Du Kinh Hồng trả lời rất nhanh, 7 giờ tối nay, địa điểm do anh chọn. Diệp Vô Phong suy nghĩ một lát rồi nói, quán cà phê dưới công ty chúng tôi đi. 7 giờ tối, Du Kinh Hồng xuất hiện rất đúng giờ trong quán cà phê, Diệp Vô Phong đã đợi Du Kinh Hồng đến từ lâu. Tối hôm nay Du Kinh Hồng mặc đồ dần di, vẫn phô bày được hết dáng người hoàn mỹ ra nhưng lại đem theo một chút cảm giác mêm hoặc. Phóc sáng của Du Kinh Hồng có thể dùng mấy chữ, đáng tự hào, để hình dung. Ngũ quan lại tinh xảo xinh đẹp như vậy, giống như được ông trời tạo hình nên vậy. Ngồi trên ghế, Du Kinh Hồng nhìn Diệp Vô Phong nghi ngờ, anh muốn nói chuyện gì? Diệp Vô Phong mỉm cười, không biết cô có theo dõi trang web của tên sát thủ kia không? Du Kinh Hồng gật đầu, tôi biết anh và Lâm Thư Âm đều có ở trên đó, có người định dùng 300 tỷ để mua mạng của hai người, có lẽ nên nói là mạng của Lâm Thư Âm. Dù sao cũng có rất nhiều người biết được thực lực của Diệp Vô Phong, cho dù thế nào thì phần lớn sát thủ cũng sẽ chọn ra tay giết một người phụ nữ tay không tất sắt. Cho nên trên thực tế Lâm Thư Âm trở thành mục tiêu lựa chọn của bọn ám sát. Vậy nên ý của anh là muốn tôi giúp anh xóa bài treo thưởng kia đúng không? nhưng cho dù là người của Hồng Thuẫn thì tôi cũng không có cách nào để làm được chuyện này. Anh cũng biết trang web đó không phải là của Trung Hoa mà là của nước ngoài. Kinh Hồng Vũ thể hiện thái độ không thể làm gì hơn với chuyện này. Diệp vô phong lại mỉm cười nhìn Du Kinh Hồng, tôi biết cô là không có cách để xóa bài treo thưởng đó đi nhưng chuyện cô có thể làm được là không để cho bọn sát thủ bên ngoài vào được đó. Cho dù không thể ngăn được tất cả bọn sát thủ nhưng ngăn được phần đông cũng là được rồi. Du Kinh Hồng nhìn Diệp Vô Phong hơi nghi ngờ, anh cũng nên biết cho dù là như thế, những tên sát thủ mạnh vẫn không bị hạn chế, và anh vẫn phải đối mặt với những tên sát thủ có thực lực rất mạnh. Diệp Vô Phong nói, không sao, chỉ gần hạn chế phần lớn bọn chúng thì phần còn lại tôi có thể giải quyết được. Tôi sẽ cho bọn chúng thấy mối làm ăn 300 tỷ này không hời đến thế. Du Kinh Hồng im lặng một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Diệp Vô Phong rất nghiêm túc, từ đại thiên vương của Long Môn không phải đều ở Trung Hoa đấy chứ sao cô lại liên tưởng đến chuyện này nếu không vì sao anh lại tự tin như vậy du kinh hồng cảm thấy diệp vô phong có thể nói ra được những lời như vậy thì chắc có lẽ là vì anh ta có rất nhiều người mạnh giúp đỡ để bảo vệ cho sự an toàn của lâm thư âm nhưng du kinh hồng lại thấy vẻ mặt tò mò của diệp vô phong nên cũng biết mọi chuyện không giống như những gì cô ta nghĩ diệp vô phong không hề liên hệ với long môn tứ đại thiên vương long môn tứ đại thiên vương cũng chỉ có mình đường chảm đang ở trung hoa mà hình như đường chảm như mất tích và đã rời khỏi Liêu Đông. Cũng không biết anh ta chạy đi đâu. Nhưng chỉ cần đường chảm không làm chuyện gì nguy hại đến Trung Hoa thì cô ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao đến diệp vô phong cũng trở thành đối tượng hợp tác của Hồng Thuẫn thì đương nhiên đường chảm cũng không làm chuyện gì bán đứng Trung Hoa. Tôi có thể cố gắng giúp anh hạn chế những tên sát thủ đó, những chuyện còn lại anh chỉ có thể tự làm thôi. Xử lý những tên sát thủ vào được thế nào thì đó là chuyện của anh. Cuối cùng Du Kinh Hồng cũng đồng ý giúp đỡ Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nheo mắt cười, tôi vẫn tin tưởng cục Hồng Thuẫn nhất định không để nguy hiểm rơi xuống người người nhà của tôi. Chương 495, Yêu Phong. Du Kinh Hồng suy nghĩ một lát rồi nói, dù sao chúng ta cũng là quan hệ hợp tác, có rất nhiều chuyện cần anh ra mặt giải quyết. Yêu cầu anh đưa ra cũng hợp lý, tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Hy vọng chuyện này nhanh chóng được thực hiện. Cô cũng biết bây giờ những tên sát thủ đó đều đang tiến vào Trung Hoa. Mọi chuyện đã nói rõ ràng, Lâm Thư Âm cũng đã đi từ trên xuống, chắc cô định tan làm về nhà nên anh tạm biệt với Du Kinh Hồng rồi tới trước mặt cô. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm." Diệp Vô Phong mỉm cười. Lâm Thư Âm hơi tò mò, anh lấy đâu thời gian rảnh rỗi vậy? Trước đây em cũng không biết anh còn có sở thích này. Phải biết rằng trước đây Diệp Vô Phong luôn nấu cơm ở nhà. Tay nghề làm bếp của anh thật sự là rất giỏi vậy nên cô cũng bắt đầu trở nên kén ăn, ăn không quen đồ ăn ở bên ngoài. Diệp Vô Phong cười, gần đây anh tìm được một quán mì thịt bò gia truyền, để anh đưa em đi ăn thử. Lâm Thư Âm gật đầu, rồi khoác tay Diệp Vô Phong, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Xe dừng lại ở đầu một con hẻm nhỏ, Diệp Vô Phong dẫn Lâm Thư Âm đi vào bên trong. Mặc dù con ngõ này chật hẹp nhưng hai bên đường còn có rất nhiều quầy hàng đều là những hàng bán đồ ăn đêm hoặc đồ ăn tối. Mỗi quầy hàng đều vô cùng đơn giản, một chiếc bếp, mấy chiếc bàn dài và mấy chiếc ghế thấp. Lúc ông chủ dùng chiếc sẻng sắt đảo đồ ăn, một chút lửa than bốc lên xung quanh nồi rồi lại biến mất. Diệp vô phong dẫn lâm thư âm tới trước một gian hàng gần như ở trung tâm, rồi tìm một chiếc bàn để ngồi xuống. Ông chủ, cho hai bát mì thịt bò. Diệp vô phong gọi ông chủ, ông chủ là một ông chú trung niên bụng phệ nhưng tay chân vô cùng nhanh nhẹn. Tốc độ nấu mì, cắt đồ ăn không nhanh không chậm nếu ai chú ý đến sẽ cảm thấy vui mắt. Nhưng tất cả những người ăn mì xung quanh đều cảm thấy bát mì của mình không còn thơm nữa, tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về phía của Lâm Thư Âm. Bọn họ thật sự không biết làm thế nào để thể hiện tâm trạng hiện giờ của mình. Thật xinh đẹp, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại cùng người đàn ông của mình tới một nơi xa xôi như vậy để ăn cơm, điều này thật không tương xứng với những người có mức lương cao như bọn họ. Cảnh tượng thật giống hai con thiên nga xuất hiện giữa một đàn gà. Thật là chói mắt. Ông chủ liếc mắt nhìn Diệp Vô Phong, rồi nhanh chóng trả lời, có ngay, hai người ngồi trước đi. Ông chủ nấu mì xong, bưng đến trước mặt Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm nhưng rồi ông không rời khỏi đó mà tìm một chiếc ghế để ngồi xuống. Diệp Tư lệnh đến chỗ này của tôi thật sự khiến tôi kinh ngạc. Tôi nhớ trước đây giữa chúng ta cũng không có thù hận gì nhỉ. Ông chủ cười ha ha. Lâm Thư Âm nhìn Diệp Vô Phong hơi tò mò nhưng anh lại chỉ vào bát mì trước mặt, em ăn đi, nhân lúc còn nóng, nếu không sẽ nát mất. Mì thịt bò của Yêu Phong đúng là rất ngon. Lúc này Lâm Thư Âm mới chuyên tâm ăn mì. Diệp Vô Phong vừa ăn vừa nhìn người trung niên kia, tôi biết nhưng công việc của các anh ở Trung Hoa cũng không tồi, tôi đến đưa một nhiệm vụ cũng không coi là quá đáng chứ. Yêu Phong cười, đương nhiên là không quá đáng, có thể khiến một người nổi tiếng như tư lệnh diệp coi trọng là vinh hạnh của phong mãn lâu chúng tôi người thì tôi đã đem tới rồi chuyện bảo vệ tôi sẽ giao cho mấy người các anh chuyện trang web tôi nghĩ các anh cũng nghe nói rồi tôi thì không lo mình gặp nguy hiểm gì nhưng chuyện giang hồ lại để dính tới vợ con thì đúng là quá đáng quá rồi tôi vẫn phải có chuẩn bị trước anh nói như vậy có phải không diệp vô phong mỉm cười liếc mắt về phía đầu ngõ anh chỉ thấy có mấy người đi vào trong anh không lo lắng, thậm chí cũng không cần ra tay, dù sao anh biết yêu phong và cũng biết Mãn phong lâu. Tổng bộ của Phong Mãn lâu ở Trung Hoa, che giấu cũng rất tốt, hơn nữa bởi vì từ trước đến giờ vẫn luôn kín tiếng nên cũng không gây ra phiền phức gì cho Hồng Thuẫn nên Hồng Thuẫn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao Phong Mãn lâu cũng có luật lệ, tuyệt đối không làm những chuyện gây hại cho Trung Hoa. Và yêu phong của Phong Mãn lâu là một nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới, lúc trước khi anh còn là tư lệnh Long môn yêu phong đã hoạt động rộng khắp cả thế giới sở dĩ gọi anh ta là yêu phong cũng vì anh ta lui tới không để lại bất cứ một tung tích nào nếu có một mảnh giấy vẽ hình một luồng gió đặt bên cạnh người chết thì ai cũng biết kẻ truy sát là ai về sau cả cộng đồng quốc tế đều đặt cho anh ta cái tên yêu phong không có nhiều người biết tên thật của yêu phong là gì phong mãn lâu từ trước đến giờ vẫn luôn cắm rễ ở trung hoa về cơ bản cũng chỉ làm nhiệm vụ ở trung hoa nhưng sự xuất hiện của Yêu Phong biết tất cả mọi người biết đến tổ chức Phong Mãn lâu. Sự xuất hiện của Yêu Phong cũng gây ra nhiều sóng gió ở quốc tế, có thể nói là sự xuất hiện của một đỉnh cao. Lúc trước Yêu Phong từng là ác mộng của rất nhiều người, không ai biết Yêu Phong định giết ai tiếp theo. Diệp Vô Phong cũng từng nghe qua chuyện vì sao Yêu Phong lại trở về Trung Hoa, trở thành thành viên phía sau của Phong Mãn lâu nhưng những chuyện này không phải là chân thực, anh vẫn chưa nghe được người trong cuộc nói về chuyện này nhiệm vụ bảo vệ trước nay phong mãn lâu vẫn luôn nhận nhưng phong mãn lâu chỉ làm việc trong phạm vi ở trung hoa tôi nghĩ chuyện này anh cũng biết yêu phong điềm nhiên nói diệp vô phong gật đầu đương nhiên tôi biết chuyện này mới nói được nơi này đầu ngõ người đã đi tới bên cạnh diệp vô phong bốn năm người này đều để tay trong túi đến khi tới trước mặt diệp vô phong những người này rõ ràng dừng lại một chút mấy người đó cùng lấy vũ khí từ trong áo ra nhưng không nhắm diệp vô phong mà là lâm thư âm hiện giờ tất cả mọi người đều biết lâm thư âm không biết chút võ nào chỉ là một người phụ nữ bình thường cho nên độ khó khi giết lâm thư âm sẽ thấp hơn nhiều so với diệp vô phong đáng tiếc là bọn chúng chỉ lôi vũ khí của mình ra và không có hành động gì sau đó diệp vô phong nheo mắt nhìn yêu phong mặc dù thân hình của yêu phong đã thay đổi nhưng thủ đoạn giết người của anh ta vẫn lạ lùng và sắc bén như vậy lúc yêu phong ra tay diệp vô phong cũng cảnh giác trong lòng Thực lực của đối phương cũng không bị yếu đi quá nhiều, nếu bọn chúng thật sự ra tay với anh thì anh cũng phải dùng đến 8 phần sức mạnh thì mới giải quyết được bọn chúng. Xoẹt, trên cổ mấy người mới lần vũ khí ra có thêm một vết máu, ngay sau đó tất cả cùng ngã ra đất. Cảnh tượng này khiến những người bình thường ở quanh đó hét lên, rồi nhao nhao chạy ra ngoài. Chẳng bao lâu trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại ba người Diệp Vô Phong. Nhìn thấy Lâm Thư Âm đã ăn mì xong, anh nhìn cô dịu dàng, em ăn no chưa? Nếu chưa no có thể gọi thêm một bát nữa. Lâm Thư Âm lắc đầu, em ăn no rồi, em cũng đâu phải là heo, làm sao có thể ăn nhiều như vậy được. Trong mắt anh em chính là một chú heo. Diệp Vô Phong cười vui vẻ. Lâm Thư Âm giận dữ véo Diệp Vô Phong một cái. Hai người đứng lên, đi ra bên ngoài, Yêu Phong đứng trước gian hàng của mình, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm. Diệp Vô Phong mãi đến khi hai người đi đến đầu ngõ anh ta mới hét lên. Diệp vô phong quay đầu lại nhìn anh ta hơi nghi ngờ. Audio điện tử võ tấn bền. chương 496 kết thúc. Tại sao anh lại muốn đến nơi này, từ bỏ chức vị tư lệnh của Long Môn? Yêu Phong hít mắt hỏi. Thế lúc đầu tại sao cậu lại muốn quay trở lại nơi này, từ bỏ địa vị trên thế giới của mình? Diệp vô phong không trả lời câu hỏi của cậu ta, mà đem vấn đề này hỏi ngược lại cậu ta. Trong mắt Yêu Phong có một chút bối rối. Thực ra cậu ta đặt ra câu hỏi như thế chỉ là vì không can tâm mà thôi. Cậu ta vẫn luôn tìm kiếm đáp án, một đáp án có thể thuyết phục được bản thân mình, mà cậu ta dường như có thể nhìn thấy đáp án này trên người Diệp Vô Phong. Những quyết định trước đây của cậu ta không hẳn là sai lầm. Miếng thịt bò vẫn rất thơm, chỉ tiếc rằng người đầu tiên ăn thịt bò cùng với cậu ta đã không còn nữa việc chấn động toàn thế giới mà yêu phong đã làm trước khi quay trở lại chỉ có một số người biết được nguyên nhân vì một người giết một thành phố trên đường đi lâm thư âm cũng hiểu được việc diệp vô phong dắt cô đi ăn thịt bò cũng không đơn giản chỉ là ăn mà là vì tìm kiếm người bảo vệ cho cô những người vừa nãy là sát thủ chẳng qua chỉ là những kẻ bị lưu đày đến đây để tự tìm cái chết diệp vô phong ôm lâm thư âm mỉm cười nhưng mà em yên tâm đi qua vài ngày nữa bọn ruồi nhặng đáng ghét này sẽ không còn xuất hiện nữa, phía bên cục Hồng Thuẫn sẽ đóng hải quan. Bọn họ muốn tiến vào Trung Quốc, tuyệt đối không thể được. Lâm Thư âm cúi đầu, em có phải rất vô dụng hay không, vẫn luôn cần anh đến bảo vệ. Diệp vô phong giả vờ tức giận nhìn cô, nói cái gì đấy? Em làm sao lại vô dụng, em chính là thiên tài kinh doanh, chẳng qua là mỗi ngành nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng, em không có khả năng trở thành cao thủ đánh khắp thiên hạ, nhưng bù lại em có một bộ não thông minh nhạy bén như vậy nếu không thì nếu không thì sao nếu không anh cũng sẽ không tự ti đến thế dù sao vợ của anh đã xuất sắc như thế nếu như em càng xuất sắc hơn nữa anh lại cảm thấy mình không xứng với em mất diệp vô phong cười ha ha một tiếng lâm thư âm cắn một miếng vào cánh tay của diệp vô phong sau đó mới hạnh phúc ôm lấy diệp vô phong đi về phía trước anh nói lung tung anh mà biết tự ti sao Hai người vừa nói vừa cười đi về đến nhà, đợi Lâm Thư Âm ngủ rồi, anh mới đi đến phòng khách, lấy ra tập tài liệu mà Diêm Trường Lâm đưa cho anh. Anh vẫn chưa mở nó ra xem, nhưng mà đại khái anh có thể đoán được, người có liên quan đến Lưu Tân Đông chẳng qua chỉ là những người làm ngành công nghiệp màu xám nào đó ở Lưu Đông. Hơn nữa một số xí nghiệp đang thất bại ở Lưu Đông, những người này đều đang muốn làm việc lớn. Bọn họ nghĩ vô cùng đơn giản, giết chết Lâm Thư Âm sẽ ảnh hưởng đến tổng hội của công ty Hoa Cường. Sự hỗn loạn của công ty Hoa Cường có thể mang lại cho bọn họ một số lợi ích. Một số ngành có thể bị bọn họ chiếm trước. Đúng thật là quá non nớt rồi, lại cho rằng công ty Hoa Cường sẽ dễ dàng xảy ra sóng gió như thế, không chỉ Lâm Thư Âm, cho dù là tôi chết rồi, công ty Hoa Cường cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Diệp Vô Phong biết rõ công ty Hoa Cường đã hình thành một hệ thống rất hoàn thiện, bất kể là vị trí cấp cao nào đang thiếu người đều sẽ có người tiếp theo lấp vào chỗ trống tuyệt đối không vì sự biến mất của một người nào đó là xảy ra tình huống hỗn loạn nhưng mà dám ra tay với vợ tôi các người chính là chán sống rồi diệp vô phong mở tập tài liệu ra nhìn thấy tên người trên bìa tài liệu rất nhanh anh nở ra một nụ cười tôi đoán không sai diêm trường lâm thật sự không có ý tốt muốn lợi dụng tôi làm tay súng cho ông ta ông ta thật sự cho rằng tôi sẽ bị lừa sao anh lấy ra một tấm ảnh Người trên ảnh chính là sếp lớn của một ngành công nghiệp màu xám, mặc dù ông ta có tham gia một chút vào chuyện này, nhưng trên thực tế cũng không liên quan nhiều lắm. Mà Diêm Trường Lâm nghĩ rằng anh không điều ra rõ những người này, cho nên định phái một người trà trộn vào. Thật thật giả giả chính là muốn khiến anh không phân biệt rõ được cái nào là thật cái nào là giả. Chỉ tiếc rằng mọi tính toán của Diêm Trường Lâm đã sai rồi. Ngày hôm sau Diệp Vô Phong gọi tất cả những người có tên trong tài liệu đến tổng bộ của công ty Hoa Cường, những người này căn bản không dám không đến, trong lòng bọn họ có điều mờ ám, biết được chuyện cầu thăng bằng kia đã bị Diệp Vô Phong điều tra ra. Hai ba mươi người lần lượt ngồi vào trong hội trường, bọn họ giao tiếp với nhau bằng mắt, nhưng không nói nhiều. Diệp Vô Phong từ bên ngoài đi vào, đứng trên bục cao của phòng hội nghị, mà lúc này ánh mắt của bọn họ đang trao đổi với nhau đều nhìn về phía Diệp Vô Phong, chớp mắt cũng không dám chớp một cái. Bầu không khí rơi vào trạng thái yên lặng, có thể nghe thấy được tiếng kim đồng hồ tạch tạch. Tôi nghĩ mọi người đều biết được nguyên nhân tại sao tôi gọi mọi người đến đây rồi có đúng không? Có ai không biết hay không? Diệp Vô Phong lạnh nhạt nhìn lướt qua những người có mặt ở đây. Tất cả mọi người đều không nói gì. Bọn họ đều chăm chú nhìn Diệp Vô Phong. Diệp vô phong nở một nụ cười diễu cợt, xem ra tất cả mọi người đều biết rõ nguyên nhân tôi gọi mọi người đến đây. Chuyện của cầu thăng bằng tôi không có nói cho qua chính là sẽ cho qua như thế. Các người vẫn luôn ở liêu đông, không có rời khỏi đây, đã nói lên các người không có sợ hãi, thế nào, có phải cảm thấy tôi sẽ không tìm được chứng cứ đúng không? Người đã xây dựng nhiều câu lạc bộ ở liêu đông liêu trí long đứng lên, tôi không biết tại sao cậu lại tìm tôi đến đây, tôi cho rằng cậu muốn bàn chuyện hợp tác với chúng tôi. Liêu Trí Chí Long chính là người giải quyết những yêu cầu của Diêm Trường Lâm, lần này gọi ông ta tới đây, Diệp Vô Phong tự có suy tính của mình. Mặc dù chuyện của cầu thăng bằng ông không có tham gia, nhưng ông đã từng đưa ra ý kiến cho bọn họ, ông biết chưa? Hiện tại bên phía chính phủ muốn tiến hành tẩy rửa nội bộ ở Liêu Đông, thân phận của ông như thế này tốt hơn là đừng có kiêu ngạo như thế. Diệp Vô Phong mỉm cười nhìn Liêu Trí Long. Sắc mặt Liêu Trí Long ủ rũ nói, công ty Hoa Cường đã có chỗ đứng ở Liêu Đông, nhưng đừng quên rằng, phần lớn xí nghiệp ở Liêu Đông vẫn chưa chết, cậu muốn độc chiếm thương nghiệp, trở thành Âu Dương Lôi tiếp theo không có dễ dàng như vậy đâu." Diệp Vô Phong cười lớn, toàn bộ hội trường tràn ngập tiếng cười của anh, vào lúc tất cả mọi người đang rất nghi ngờ, tiếng cười của Diệp Vô Phong đột nhiên biến mất. "Âu Dương Lôi đã chết rồi." Diệp Vô Phong lớn tiếng nói, giọng nói của anh khiến nhiều người hoảng sợ. Diệp Vô Phong chậm rãi nhìn lướt qua mọi người đang có mặt ở đây, "Ông ta bị tôi giết rồi." Liêu Đông của hiện tại sẽ không có Âu Dương Lôi nữa, sau này cũng không có nữa. Các người từng được Âu Dương Lôi bảo vệ ở sau lưng nên suy nghĩ một chút về những ngày tháng sau này nên trải qua như thế nào, mà không phải đem hết tất cả thời gian lãng phí trên người tôi và người nhà của tôi. Mặc dù công ty Hoa Cường là công ty chính quy, nhưng nếu như các người muốn ngấm ngầm dở trò, tôi cũng không ngại chơi đùa với các người. Người Giang Hồ ít nhất vẫn nói quy tắc, cũng chỉ có duy nhất các người, Ngoài mặt thì là người làm ăn chân chính nhưng thủ đoạn độc ác không nói nhân nghĩa, ngay cả điều đơn giản nhất là không gây tổn hại đến vợ con của đối thủ, đạo lý đơn giản như thế cũng không hiểu. Tất cả mọi người im lặng. Thắng làm vô thua làm giặc, Diệp Vô Phong chiến thắng Âu Dương Lôi, cho nên bất kể anh có nói cái gì, cũng đều đúng. Những người này căn bản không nghĩ rằng Diệp Vô Phong sẽ nói ra những lời như thế. Ánh mắt Diệp Vô Phong trầm tính nhìn bọn họ, tôi cho các người một cơ hội cuối cùng để sống tự mình lựa chọn một phương thức chết, tôi không phải là các người, vợ con của các người, tôi sẽ bỏ qua cho bọn họ, nhưng mà các người nên vì hành vi của mình mà chịu trách nhiệm. chương 497, giết bất luận tội. Tất cả mọi người đều sửng sốt, vẻ mặt rất nhanh đã biến sắc. Diệp vô phong chỉ vào liêu Chí long, ông thì không cần phải lựa chọn, chỉ cần ông mang tất cả tài sản của mình quyên góp cho xã hội là được rồi. Dùng tất cả tài sản của ông đổi lấy mạng sống của cả nhà, ông cảm thấy rất hời đúng không? Liêu Chí Long hừ một tiếng, "Diệp Vô Phong đừng tưởng rằng cậu có thể một tay che trời ở Liêu Đông, tôi sẽ không làm theo lời cậu nói, cậu cũng không thể làm gì được tôi." Diệp Vô Phong lạnh lùng nhìn ông ta, "Được lắm, vậy ông cứ thử đi rồi sẽ biết." Phòng hội nghị giải tán, tất cả mọi người đều xoay người đi ra bên ngoài, rất nhanh đã rời khỏi công ty Hoa Cường, vẻ mặt của bọn họ tràn đầy hoảng sợ, hơn nữa liên tục quay đầu nhìn Diệp Vô Phong bọn họ căn bản là không biết những lời mà diệp vô phong vừa nói đó có phải là thật hay không nhưng mà bọn họ căn bản không dám đánh cược bọn họ vẫn biết thực lực của công ty hoa cường mạnh đến cỡ nào ngay cả âu dương lôi đều đã bị thủ tiêu bọn họ dựa vào cái gì mà đối địch với công ty lớn mạnh như thế nhưng mà bọn họ cũng không muốn khoanh tay chờ chết cho nên sau khi bước ra khỏi công ty hoa cường bọn họ nhao nhao đi đến một quán rượu muốn bao hết nguyên một lầu thật là khinh người quá đáng anh ta nghĩ rằng tiêu diệt được Âu Dương Lôi thì rất lợi hại sao? Thì có thể một tay che trời sao? Ông chủ của câu lạc bộ Lạc Hà Triệu Lập giận dữ vỗ cái bàn nói. "Thôi đi, hiện tại anh ta là mặt trời giữa trưa, ngay cả chính phủ cũng đứng về phía công ty Hoa Cường, ông nói chúng ta làm sao mới có thể đánh bại anh ta chứ?" Trương Đại Bảo của trung tâm mua sắm Long Vũ bất lực lắc đầu. "Vậy chúng ta cứ để mặc anh ta tùy ý chơi đùa như vậy sao? Hơn nữa anh ta đã nói rất rõ ràng chính là muốn mạng của chúng ta, các người không thể cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy. Triệu lập nhách miệng cười nhe răng, vô cùng không phục. Chơi đùa cái gì, hiện tại cũng không phải là chơi đùa, bây giờ anh ta đang muốn đòi mạng của chúng ta, các người dễ dàng giao mạng sống ra cho anh ta sao? Nếu như các người ngay cả cái chết cũng không sợ, vậy còn sợ đối đầu với Diệp vô phong hay sao? Liêu Trí Long đứng lên nói, ông ta có địa vị tương đối cao trong nhóm người này, hơn nữa những ngành công nghiệp chất xám mà anh ta tiếp xúc cũng sâu hơn, cho nên ông ta quen biết rất nhiều bọn đầu trâu mặt ngựa. Trước đây bọn họ tìm đến Lưu Tân Đông cũng là do Lưu Trí Long giới thiệu. Bây giờ lời mà Lưu Trí Long nói ra, bọn họ đều nghe răm rắp. Tóm lại là anh ta cũng không định bỏ qua cho chúng ta, chúng ta cũng nên liều mạng đánh một trận tử chiến với anh ta. Lưu Trí Long lạnh lùng nghiêm mặt. Triệu lập vỗ cái bàn, đúng, phải như thế, dù sao anh ta cũng không có ý định tha cho chúng ta một con đường sống anh ta không cho chúng ta một con đường sống tại sao chúng ta lại phải làm theo những lời anh ta nói dù sao thì cũng phải chết tất cả mọi người đều bị thuyết phục sau khi tất cả mọi người bàn bạc xong họ tập hợp lực lượng của chính mình dự định đêm nay sẽ quyết chiến một trận sống chết với diệp vô phong lúc này liêu trí long quay trở về ngôi nhà của mình thu dọn tất cả những đồ vật trong nhà Ông ta dẫn theo gia đình đặt vé máy bay đi Đông Nam Á, ông ta định sẽ ra nước ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió, đợi sau khi chuyện này qua đi, lại quay trở lại nơi này bắt đầu một cuộc sống mới, dù sao chỉ cần nắm trong tay tiền tài thì lúc nào cũng không cần lo lắng. Mặc dù thực lực của Diệp Vô Phong vô cùng mạnh mẽ, đủ sức ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện ở Lưu Đông, nhưng mà ông ta tuyệt đối không thể đóng băng những tài sản ở trong tay. Chính bởi vì như thế, ông ta mới đưa ra lựa chọn dẫn người nhà của mình rời khỏi Phụng Thiên. Còn về đám người triệu lập, chẳng qua cũng chỉ là quân cờ của ông ta, chỉ cần đám người triệu lập thu hút sự chú ý của Diệp Vô Phong, ông ta mới có thể thuận lợi rời khỏi Phụng Thiên. Buổi tối, tại quảng trường văn hóa Phụng Thiên, triệu lập nhìn những người xung quanh, sắc mặt u ám, ông ta nhìn Trương Đại Bảo, ông đã nhìn thấy Liêu Trí Long chưa? Chưa, tôi nghĩ rằng các người vẫn luôn liên lạc với nhau, ông ta còn có nhiệm vụ khác. Vẻ mặt Trương Đại Bảo Hoang mang nói. Triệu lập tức giận đấm một quyền vào cây cột điện trước mặt, tên khốn, dám đem chúng ta ra làm bia đỡ đạn, ông ta định để chúng ta đối phó với Diệp Vô Phong, rồi sau đó ông ta có thể thuận lợi rời khỏi Phụng Thiên. Sắc mặt Trương Đại Bảo thay đổi, vậy chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta phải rút quân sao? Triệu lập vẫy vẫy tay, đùa cái gì thế, ông cảm thấy bây giờ chúng ta còn có đường lui hay sao? mặc dù Liêu Trí Long không tham gia cùng với chúng ta, chúng ta vẫn có thể tiêu diệt được Diệp Vô Phong. Tôi đã nghe ngóng về nơi ở của Diệp Vô Phong rồi, chỉ cần giết chết Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm, ông có biết Diệp Vô Phong muốn giết chúng ta hay không? Nơi ở của Diệp Vô Phong rất dễ làm người khác chú ý đến, nhưng xung quanh chỗ đó nhất định có rất nhiều bảo vệ canh gác, bây giờ chúng ta xông vào sẽ bất lợi cho chúng ta. Trương Đại Bảo không nghĩ rằng đây là một chủ kiến tốt, nhưng hiện tại triệu lập mới là người khởi xướng hành động này, bọn họ đều phải nghe theo mệnh lệnh của triệu lập. Triệu lập hư một tiếng, cho dù bảo vệ có nhiều đến mấy, cũng tuyệt đối không thể nhiều bằng người của chúng ta, hơn nữa cho dù là có bảo vệ, nhưng mà nơi ở của bọn họ ở một địa phương nhỏ, có thể có được bao nhiêu người chứ? Trương Đại bảo chỉ có thể gật gật đầu, lạc quan nghĩ rằng những bảo vệ kia chắc có lẽ cũng không nhiều. Một đám người chậm rãi lái xe đi đến vùng lân cận nơi ở của Diệp Vô Phong, sắc mặt triệu lập u ám, lái xe trực tiếp xông vào. Cho dù xung quanh có bảo vệ cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được thủ đoạn này chúng ta. mười mấy chiếc xe tải đồng loạt tăng tốc lao về phía trước. Diệp vô phong và Lâm Thư Âm đang tận hưởng thời gian của hai người, cùng nhau xem TV, mà lúc này Trương Long đột nhiên liên lạc với anh. tin nhắn trên điện thoại khiến Diệp vô phong nhướng mày một cái. đúng như dự đoán, cả đã cắn câu, nhưng đây cũng là điều bình thường dù sao tôi cũng muốn lấy mạng của bọn họ diệp vô phong gửi tin nhắn cho trương long giết bất luận tội khi trương long nhận được tin nhắn đang chuẩn bị ra tay nhưng đột nhiên có một đám người xuất hiện bọn họ đứng chắn trước mặt trương long nhanh chóng đi về phía trước âm uhm, cách đó không xa có những viên đạn bắn tới bắn thủng lốp xe của những chiếc xe tải kia trong chốc lát ba bốn chiếc xe tải đều lật nghiêng đồng thời còn ngăn cản các xe ở sau Trương Long đưa tay ngăn cản hành động của đồng bọn, có một nhóm người khác đang tham gia vào trận chiến này, không biết là bạn hay là địch, chúng ta vẫn nên cảnh giác trước. Trương Hổ cũng cảm thấy những lời Trương Long nói có lý, vẫy vẫy tay về phía huynh đệ của mình, sau đó tiếp tục ẩn nấp. Còn Trương Long nhanh chóng báo cáo chuyện này với Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong ít mắt, nở nụ cười tươi, thật không ngờ năng suất làm việc của Phong mãn lâu vẫn cao như vậy, tôi còn tưởng rằng phải đợi đến sáng mai bọn họ mới xuất hiện nhiệm vụ mà anh giao cho phong mãn lâu cũng đã có hiệu lực rồi chẳng qua là loại hiệu suất này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh tổng bộ của phong mãn lâu không phải ở liêu đông muốn chấp hành nhiệm vụ cần phải mất thời gian điều động người từ bên ngoài tiến vào liêu đông nhưng tình hình hiện tại xem ra cũng không mất quá nhiều thời gian loại hiệu suất này vẫn cao giống như bình thường có phải bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi không lâm thư âm tò mò hỏi diệp vô phong lắc đầu mỉm cười không có Chúng ta tiếp tục xem phim là được rồi, chuyện nhỏ bên ngoài cứ giao cho Trương Long Trương Hổ, dù sao nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ em. Lâm Thư Âm nghi ngờ nhìn ra bên ngoài, bên ngoài màn đêm mờ mịt, bóng cây lắc lư, căn bản là không có cách nào nhìn rõ bên ngoài rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chương 498, người bình thường đấu tranh. Ngọn đèn trong phòng vẫn âm áp, trên tivi truyền đến một bài hát vô cùng nhẹ nhàng, bọn họ chính là đang xem một tập phim truyền hình cảnh tượng đẫm máu ở bên ngoài đã lan rộng chẳng qua là âm thanh vẫn chưa truyền đến bên trong sân nhỏ cách nhau một cái sân nhỏ nhưng mà hai bên giống như hai thế giới khác nhau một bên vô cùng ấm áp bên còn lại đẫm máu dị thường máu nhuộm đỏ một khoảng đất những viên đạn đã bắn chiếc xe tải thành cái sàng cũng bắn nát những thứ có mặt tại hiện trường thành những lỗ thủng hỏa lực quá mạnh đám người triệu lập căn bản cũng không biết sốt cuộc nơi này có bao nhiêu bảo vệ càng khiến ông ta khiếp sợ những người bảo vệ trên tay cầm vũ khí kia. Có phải là quá tốt rồi? Trong tay bọn họ nhiều nhất cũng là một cây súng lục, những người còn lại cầm vũ khí cận chiến, ví dụ như dao dừa. Đối mặt với nhiều viên đạn bay tứ tung như vậy, bọn họ chỉ có thể trốn trong xe tải, ngay cả ló đầu ra thăm dò cũng không được. Trong đêm tối có thể đánh chúng ta chuẩn xác như vậy, bọn họ chắc chắn là có thiết bị nhìn đêm, những người này rốt cuộc là ai, Tôi không tin bọn họ là quân đội chính quy. Lúc này Trương Đại Bảo vô cùng hoảng sợ. Bản thân ông ta không đồng ý tấn công vào nhà Diệp Vô Phong, bây giờ lại xuất hiện tình huống như thế này, muốn rút lui cũng không thể được. Có một số tên côn đồ đã muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ cần bọn họ rút lui, để lộ bản thân trong tầm ngắm của đối phương, đối phương sẽ bắn thủng đầu của bọn họ mà không có chút do so dự nào. Một chút tình cảm cũng không nói. Triệu Lập cũng biết, hiện tại bọn họ đã tiến vào một ngõ cụt căn bản không có cách nào rời khỏi đây. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Một doanh nhân đi theo Triệu Lập đến nơi này cũng đã hoảng sợ, để bọn họ làm ăn thì còn có thể, nhưng để bọn họ làm người tiên phong nhảy vào lưới, bọn họ căn bản không làm được, bọn họ vô cùng quý trọng mạng sống của mình. Cho nên nếu như không đến thời khắc cuối cùng, bọn họ sẽ không tự đâm đầu vào lưới. Rầm rầm rầm, lựu đạn xuất hiện trong phạm vi của bọn họ, xe tải bị lựu đạn quăng trúng những người trốn sau xe tải đều bị nổ tung. Lúc này tay chân bị đứt ra bay tứ tung. Nếu như chúng ta còn tiếp tục tấn công thì đều sẽ bỏ mạng tại đây. Trương Đại Bảo nhìn thấy Triệu Lập không nói một câu nào, mặc dù sắc mặt u ám, nhưng cũng có thể nhìn thấy được ông ta đang hoảng sợ, một tay túm lấy cổ áo của Triệu Lập. Ông nói cái gì đi chứ, hành động lần này là do ông đề nghị, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ông có phải nên nghĩ ra cách để chúng ta trốn khỏi nơi này không? hai mắt triệu lập vẫn mơ màng như cũ ông ta biết kế hoạch tác chiến lần này của bản thân đã thất bại rồi ông ta làm sao cũng không ngờ được cuộc phản công của bọn họ lại không chịu nổi một đòn tấn công như thế sức phòng ngự của đối phương quá biến thái rồi người bình thường căn bản không thể nào bố trí như vậy khốn khiếp tôi không nên nghe lời ông nếu như không nghe lời ông tôi cũng sẽ không ra nông nỗi như thế này trương đại bảo đùn đẩy trách nhiệm lên người triệu lập Ông ta nhìn những doanh nhân khác, vô cùng sợ hãi nói, tôi biết các người cũng không muốn, nhưng thực lực của Diệp vô phong quá mạnh, cũng không biết những người giúp đỡ anh ta đến từ đâu, giống như quân đội chính quy vậy, chúng ta căn bản không có cách nào chiến thắng. Cho nên chúng ta hãy đầu hàng đi. Lời nói của trường đại bảo được mọi người tán thành, bọn họ đều nhao nhao dơ cờ trắng lên. Lúc này người của phong mãn lâu dừng bắn. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ lâm thư âm, nếu như kẻ địch đã đầu hàng rồi, đã nói lên bọn họ không còn là mối đe dọa với Lâm Thư Âm nữa. Những chuyện tiếp theo sẽ giao lại cho đám người Trương Long xử lý. Hai người Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm đang xem phim, nghe thấy âm thanh bên ngoài, tuy là Lâm Thư Âm có chút lo lắng, nhưng mà ở trong lòng Diệp Vô Phong, mọi lo lắng đều biến mất. Chẳng qua là vẫn bị tiếng nổ bên ngoài dọa sợ. Sau khi Diệp Vô Phong nhận được tin nhắn Trương Long gửi tới, không do dự trả lời ngay. Trương Long châm một điếu thuốc, ngồi trồm hổm trên mặt đất đám người này thật sự muốn tự tìm cái chết một cái đầu heo cũng suy nghĩ được lại dám tấn công đến nhà của giám đốc diệp nghĩ rằng chúng tôi dễ bắt nạt sao điện thoại di động rung lên trương long đứng dậy mở tin nhắn ra xem xử lý sạch sẽ một chút trương long cất điện thoại vào nhìn sang đám huynh đệ của mình nói giám đốc diệp nói muốn chúng ta xử lý sạch sẽ một chút cho nên những cánh tay chân bị đứt kia đều thu dọn hết cho tôi anh long vậy những người đầu hàng thì sao một thuộc hạ nghi ngờ hỏi trương long lộ ra vẻ hung dữ giám đốc diệp không phải đã nói rồi sao xử lý sạch sẽ giám đốc diệp không nhận cái đầu của bọn họ đêm nay bọn họ nếu đã muốn tới ám sát giám đốc diệp vậy thì đã nghĩ đến hậu quả khi thất bại tên thuộc hạ kia gật gật đầu lấy súng ra trương đại bảo nắm lấy triệu lập đi lên phía trước đứng trước mặt trương long ông ta lộ ra vẻ tươi cười đại ca những chuyện này đều là do người này xúi dục chúng tôi, chúng tôi thật sự không biết gì hết, cho nên anh hãy thả chúng tôi đi." Trương Long gật gật đầu, vào lúc vẻ mặt Trương Long lộ ra vẻ vui mừng, anh ta đưa ta lên bắn một phát súng. Bằng. Đầu của Trương Đại Bảo bị bắn nát, mà những người khác toàn thân đều run rẩy, vô cùng sợ hãi, bọn họ cũng biết được mạng sống của bọn họ bây giờ đang ở trong tay của Trương Long. Bọn họ có thể thoát ra khỏi chỗ này hay không cũng đều nhờ vào Trương Long. Trương Long bĩu môi với những huynh đệ đang đứng sau lưng mình, các huynh đệ đều hiểu được ý của Trương Long, liền trực tiếp bắt lấy những người này mang đi. Những huynh đệ khác ở lại bắt đầu tẩy rửa mặt đất, thu dọn sạch sẽ những phần chân tay bị đứt kia. Trận chiến bằng hỏa lực này kết thúc giống như là một trò hề vậy, mà đám người triệu lập đến chết cũng không biết được tại sao bên cạnh Diệp vô phong lại có lực lượng hùng mạnh đến vậy. Trong sân bay, Liêu Trí Long đang ôm vợ và con của mình đợi máy bay đến, ông ta nhìn thời gian, trong lòng có chút lo lắng. Ông ta từ bỏ một miếng bánh gà tô lớn như liêu đông, trong lòng cũng vô cùng bất lực, nếu như không phải vì mạng sống của bản thân đang bị đe dọa, ông ta cũng không lựa chọn rời khỏi nơi này. Mặc dù Diệp vô phong nói chỉ cần ông ta đem tất cả sản nghiệp quyên góp ra bên ngoài, nhưng ông ta hoàn toàn có thể khẳng định, khi ông ta quyên góp hết tất cả tài sản, kẻ thù của ông ta sẽ ngay lập tức tìm đến cửa, giết chết cả nhà ông ta. Ông ta tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra. Cứ cách vài phút ông ta lại nhìn đồng hồ một lần, ông ta chưa bao giờ mong thời gian trôi qua nhanh như thế. Ông ta đặt vé máy bay vào sáng sớm, cho nên sân bay có rất ít người, đa số mọi người đều đang ngủ gật trên ghế. Vào lúc này, có một người ngồi xuống bên cạnh ông ta. Liêu Chí Long hít sâu một hơi, biết rằng lần này mình trốn không thoát, ông ta quay đầu nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai, "Tôi sẽ đi với cậu, nhưng vợ con của tôi, họ vô tôi, cậu có thể tha cho bọn họ được không?" Người đàn ông cười nhạt nói, chuyện này không cần hỏi tôi, hỏi bản thân ông là được. Liêu Trí Long cắn răng, tôi có thể giao tất cả tài sản của tôi ra, chỉ xin cậu tha cho bọn họ. Chương 499, ám sát một lần duy nhất. Thực ra ông nên sớm giao ra tất cả tài sản, thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra, tại sao không nghe lời cảnh cáo hả? Thật sự cho rằng bản thân có thể trốn thoát khỏi tay Diệp Vô Phong hay sao? Người đàn ông không nói không được. Liêu Trí Long chỉ biết đối phương đã đồng ý với lời đề nghị của ông ta. Cho nên ông ta chỉ có thể bất lực nhìn vợ con mình, sau đó mỉm cười nói với con trai, bố đi ra ngoài một chút, nếu như máy bay đến con và mẹ hãy lên máy bay trước đi. Người phụ nữ của Liêu Trí Long, hai mắt toàn là nước mắt, nhưng bà ta biết bây giờ bọn họ cũng không có sự lựa chọn nào khác, nếu như Liêu Trí Long không làm như vậy, bọn họ ai cũng không thể rời khỏi nơi này. Liêu Trí Long đi cùng người đàn ông kia, mà người nhà của Lưu Trí Long cũng lên máy bay rồi, lúc máy bay cất cánh, bên ngoài sân bay truyền đến một tiếng súng. Tất cả tài sản của Lưu Trí Long đều quyên góp cho tổ chức từ thiện. Diêm Trường Lâm nghe được kết quả cuối cùng của chuyện này, lộ ra nụ cười, xem ra anh ta vẫn không mềm lòng, tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ đánh một đòn phủ đầu, sau đó tha cho Lưu Trí Long. Cục trưởng Lạc Trầm giọng nói, thực ra anh ta không muốn cậu thoải mái như thế, nhưng nói như thế nào anh ta cũng đang hợp tác với Cục Hồng Thuẫn, đại diện cho chính nghĩa ở Trung Quốc, chú ý đến hình tượng của cục Hồng Thuẫn, anh ta mới lựa chọn làm theo cách nghĩ của cậu, nhưng tôi hy vọng loại chuyện như thế này cậu vẫn là đừng làm nữa. Siêm Trường Lâm nhức đầu, mỉm cười, thực ra ông cũng biết đấy, hiện tại tôi căn bản không cần làm như vậy, dù sao thế cục của Liêu Đông đã ổn định rồi, Âu Dương lôi chết, cấp trên nhất định sẽ chấn động, không biết có bao nhiêu người sẽ tiến vào viện dưỡng lão. Nhưng đối với chúng ta mà nói, kết quả này đã là tốt nhất rồi nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm ngay tê room chuyện, VN. Đối tượng nào nên giải quyết cũng đã giải quyết rồi, bọn họ hoàn toàn có thể thuận lợi nắm trong tay toàn bộ cục diện ở Liêu Đông. Diệp vô phong cũng không định rời khỏi Liêu Đông, bởi vì hiện tại chuyện phần thưởng của trang web Hoa Hồng Đỏ vẫn chưa được giải quyết, cậu ta lo lắng Lâm Thư Âm sẽ gặp nguy hiểm. Người của phong mãn lâu đã đến xung quanh nơi ở của Lâm Thư Âm, kiểm soát phạm vi ở đây, chỉ cần có sát thủ đến, bọn họ sẽ ngay lập tức giải quyết sát thủ trong im lặng. Công ty Hoa Cường càng ngày càng tốt, mở rộng ở Liêu Đông đã vượt xa khỏi dự đoán của mọi người, chiếm bốn phần thị trường ở Liêu Đông, ngay cả một số tập đoàn nổi tiếng cũng không có biện pháp để áp chế công ty Hoa Cường. Bên trong văn phòng làm việc, Diệp Vô Phong ngồi trên ghế sofa, Yêu Phong mặc một bộ trang phục vô cùng tùy ý ngồi đối diện, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Diệp Vô Phong cười khổ lắc đầu, không ngờ được nhiệm vụ lần này lại do cậu chỉ huy, nhưng mà không phải cậu đã rút lui về sau rồi hay sao yêu phong mỉm cười đúng vậy nhưng mà tôi xin cấp trên trở về để làm nhiệm vụ này phong mãn lâu cũng không có ai phản đối đó là lý do tôi có mặt ở đây diệp vô phong thở dài một hơi tại sao cậu lại làm như thế dù sao cậu cũng đã ở ẩn nhiều năm như vậy đột nhiên cậu xuất hiện khiến tôi hơi hoang mang đặc biệt là xuất hiện tiếp nhận nhiệm vụ của tôi yêu phong gõ vào cái bàn trà uống trà Thực ra tôi cũng không biết, lần này những sát thủ của trang web kia đã tập hợp lại, bọn họ dường như đã biết được sự chuẩn bị của cậu ngày càng nghiêm ngặt hơn, nếu như không ra tay thì sẽ mãi mãi không có cơ hội nữa, cho nên bọn họ định lần này sẽ giải quyết cậu và Lâm Thư Âm. Diệp vô phong kinh ngạc, nói cách khác bọn họ đem phần thưởng của thời gian dài kia biến nó thành một nhiệm vụ ngắn hạn. Đúng rồi, cho nên tôi đến đây, là vì số lượng sát thủ ám sát Lâm Thư Âm và cậu rất nhiều, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không kém chúng ta. Yêu Phong nhìn về nơi xa, chỉ thấy trong khoảng không đó có một chấm đen. Chấm đen này đang dần dần phóng to lên. Sắc mặt Diệp Vô Phong thay đổi, đứng lên, đi đến phòng làm việc của Lâm Thư Âm. Tòa nhà của công ty Hoa Cường là tòa nhà cao nhất ở đây, phòng làm việc của Lâm Thư Âm cũng là lầu cao nhất, cho nên nếu như có lính bắn tỉa, tuyệt đối không có cách nào tìm được điểm cao khống chế. Nơi này là điểm cao khống chế nhưng mà không loại trừ một cách đó là sử dụng tàu bay lượn để ám sát vào lúc yêu phong chú ý đến chấm đen kia anh cũng đã chú ý đến rõ ràng chính là một người đang sử dụng máy bay lượn sát thủ trong nháy mắt anh đã nghĩ được điểm này cho nên anh cần phải đến bên cạnh lâm thư âm để bảo vệ lâm thư âm tốt nhất lâm thư âm nhìn thấy diệp vô phong vội vàng xông vào có chút nghi hoặc nhưng vào lúc đó diệp vô phong đột nhiên nhào về phía cô một hình tròn nhỏ màu đen nhắm vào tấm kính phía sau lưng cô. Ầm ầm. Vòng tròn màu đen bắn vỡ tấm kính thủy tinh. May mắn là Diệp Vô Phong đã sớm ôm Lâm Thư Âm ngã xuống, cho nên không làm cô bị thương. Nhưng mà Lâm Thư Âm vô cùng hoảng sợ, anh không sao chứ? Diệp Vô Phong lắc đầu, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi này không an toàn rồi. Diệp Vô Phong không nghĩ đến những sát thủ này lại đến nhanh như thế, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Du Kinh Hồng. Mặc dù lúc này có phong mãn lâu ở đây, cũng cần phải tìm thêm một số người tới, Cục Hồng Thuẫn ở Trung Quốc có lực lượng tuyệt đối, cho nên chỉ cần là người của Cục Hồng Thuẫn đến, những tên sát thủ kia cũng đều chạy không thoát. Lúc này Yêu Phong đứng ở hành lang, Diệp Vô Phong tức giận nói với cậu ta, "Cậu không phải nên bắt đầu tiến hành nhiệm vụ của cậu rồi sao? Cậu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ phải chết ở nơi này đấy." Yêu Phong cười ha ha, "Cậu là tư lệnh của Long môn, nếu như chết dễ dàng như thế, thì đã sớm chết ở Long Môn rồi. Diệp vô phong nhìn vẻ mặt yêu phong bình tĩnh, cũng thật sự chịu thua, nhưng anh cũng biết bây giờ không thể ở lại nơi này. Vẫn là rời khỏi nơi này trước, anh biết ở Phụng Thiên có chi nhánh của Cục Hồng Thuấn, chỉ cần vào được bên trong Cục Hồng Thuấn, bọn họ sẽ an toàn. Còn về phong mãn lâu, chẳng qua chỉ là tổ chức dân gian, kém xa so với Cục Hồng Thuấn. Sau khi hai người Diệp vô phong rời khỏi, anh ta mới thu lại vẻ mặt tươi cười, lạnh nhạt nhìn mấy tên sát thủ bên trong phòng làm việc những người này đều lợi dụng máy bay lượn từ bên ngoài vào trang bị cả người đều khá tiên tiến nhân viên bên ngoài phòng làm việc đã giải tán rồi cả tầng trệt chỉ còn lại yêu phong và các thành viên phong mãn lâu giả dạng thành nhân viên văn phòng mấy tên sát thủ nhìn thấy yêu phong đều sửng sốt một chút hình tượng của yêu phong nhìn thế nào cũng không giống cao thủ càng giống một ông chú bán đồ ăn sáng bên lề đường Chẳng qua yêu phong nhìn thấy bọn họ xuất hiện, vô cùng ung dung bước ra ngoài, mà vào lúc này, vẻ mặt một tên sát thủ biến sắc, ngay lập tức rút quân. Những sát thủ chưa kịp rút lui, trên cổ đều bị chém một đường rất tinh tế. Những tên sát thủ chưa bị yêu phong giết chết, vẻ mặt u ám, không nghĩ tới ngay cả yêu phong của phong mãn lâu cũng đã xuất hiện rồi, xem ra diệp vô phong chính là mời người của phong mãn lâu. Người có thể thông qua vũ khí của tôi biết tôi là yêu phong, cũng là người nổi tiếng trên thế giới, dù sao thực lực của những người không có tên tuổi đều không ra làm sao, mà thực lực của những người kém cỏi thì đã bị tôi giết chết. Ngón tay yêu phong khẽ nhúc nhích, ngược lại tôi rất muốn biết được thân phận của cậu. chương 500, cuộc đại hốn chiến trụ sở chính. Tên sát thủ này có mái tóc trắng bạc, đường nét ngũ quan khá thanh tú với khuôn mặt lai tây và tay có đeo khuyên. Anh ta mặc bộ vest màu đen và trên tay cầm một thanh tam lăng quân thích sao, trên có rãnh máu rõ rệt để không khí lùa vào cơ thể của kẻ địch. Một khi vết thương có không khí thì sẽ rất khó mà lành lại được, và cơn đau sẽ càng dữ dội hơn những vết thương bình thường. Tam lăng quân thích thường được quân đội đặc trùng sử dụng, nên yêu phong trong đầu đã bắt đầu không ngừng tìm kiếm trở thành quân đội đặc trùng sát thủ. Rồi rất nhanh tỉnh ngộ. Anh là sát thủ tự do, đúng chứ, kết. Yêu phong nhìn kết khẽ cười. Còn kết quay người rồi lùi ra phía sau, khuôn mặt dường như càng trở nên u ám. Trong lúc nói chuyện yêu phong cũng không ngừng công kích, chỉ là kết có một trực giác vô cùng chính xác, đã biết được phương hướng tấn công của yêu phong. Anh như này sao mà được, Diệp vô phong đã dẫn lâm thư âm xuống tầng một rồi mà anh vẫn chơi với người không liên quan như tôi đây trên này à. Yêu phong được trận cười phá lên, nhưng kết chẳng mảy may nóng vội, anh ta biết rằng trước mặt mình có vô số những sợi vô hình, những sợi đó đủ để cắt xác anh ta ra. Đó chính là vũ khí của Yêu Phong và cũng là thủ đoạn giết người ngày trước của anh ta giết người trong âm thầm dù cho bản thân có mặt tại hiện trường có giết người đi trang nữa thì cũng sẽ chẳng ai biết được là do chính anh ta đã giết chính bởi những sợi đó là thứ mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được kết không hề có ý định rời khỏi mà nhấc một chậu cây trong phòng làm việc ném về phía yêu phong dầm 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 chiếc chậu cây trước mặt yêu phong đã vỡ tan tành ngay lúc này kết đột một lao tới cơ thể anh ta thực hiện những đòn người thường khó mà làm được Xuân Sẻ vượt qua các sợi mảnh rồi lao đến được trước mặt Yêu Phong. Vũ khí của anh dù bình thường căn bản không nhìn thấy được, nhưng chỉ cần làm thứ gì đi qua sợi mảnh của anh thì lập tức có thể biết được vị trí của nó. Cú đâm của cây Tam Lăng Quân Thích trên tay kết sớm đã sẵn sàng, khi đã đến gần Yêu Phong thì nhanh chóng phi ra, chiếc Tam Lăng Quân Thích anh ta đang nắm với mũi dao sáng rực lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Tốc độ anh ta nhanh kinh khủng trong nháy mắt đã đưa tam lăng quân thích đến ngay trước mặt của yêu phong chỉ cách cổ chừng mấy phân mà thôi. Yêu phong hét lớn, quần áo trên người đều đã rục dịch. Anh ta lấy bàn tay chém một phát đáp xuống cánh tay của kết, ngăn chặn đòn tấn công của đối phương. Lòng bàn tay của yêu phong sưng tấy và ửng đỏ, khi xuất chiêu không ngờ lại xuất hiện làn khói trắng mờ mờ ảo ảo, chỉ là rất mong manh nên khó mà nhìn rõ được. Bàn tay tấn công thẳng vào cánh tay kết khiến anh ta đau đớn vô cùng, liền vừa xoay người thu tay đổi chân vừa ngắm đạp vào eo yêu phong, còn yêu phong thì tránh ra phía sau. ầm um, đòn tấn công của kết thất bại làm chiếc bàn làm việc bên cạnh vỡ vụn. ánh mắt hai bên giao nhau, ra tay tới tấp, không ai nhường ai, dồn nén lượng lớn nội công không ngừng ra đòn, cả tấn công lẫn phòng thủ, mà chiêu thức của hai người lại khác nhau một trời một vực. các chiêu thức của yêu phong dựa trên võ thuật chính thống trung hoa, mỗi chiêu đều rất được trao chuốt mà uy lực thì lại rất mạnh mẽ. Còn chiêu thức của kết thiên về phong cách chiến đấu tự do, mỗi khi xuất chiêu thì đều ra sức giải quyết kẻ thù chỉ với một đòn duy nhất, đòn đánh ra chắc chắn phải là đòn chí mạng. Nhất thời hai người khó có thể phân thắng bại. Đòn trưởng bàn tay giao nhau phát ra những tiếng động lớn, cả căn phòng làm việc bị phá hủy, giấy tờ văn kiện bay tứ tung, bàn ghế đều đã bị đập tan tành khi dính đòn tấn công. Hai lòng bàn tay kết nắm như một phát đại bác, như bắn nổ cánh tay của yêu phong ở vị trí chặn, buộc đối phương phải lùi bước. Anh ta lộ ra nụ cười, không ngờ yêu phong khiến chấn động cả thế giới năm đó sức mạnh lại yếu ớt đến bước đường này, xem ra thời gian đích xác đã làm sức mạnh anh giảm đi khá nhiều đấy, trông dáng điệu anh như đã từ trước ở ẩn rồi đúng chứ? Yêu phong nheo mắt cười, nói, vậy nên có liên quan gì đến anh sao? Chỉ là cảm khái chút thôi, ngày trước một mình anh phá hủy cả một tổ chức hùng mạnh, sức mạnh hồi đó chắc đã là thời kỳ đỉnh cao của anh đúng không? Kết chế nhạo Yêu Phong vẫn mặt mày rạng rỡ không hề suốt sáng quyết đấu với Kết, dù sao kéo dài được càng nhiều thời gian thì càng có lợi cho anh ta. Kết lắc lắc đầu, thật ra tôi có nghe được một lời đồn như này, ngày trước Hà Cớ gì anh lại phá hủy cái tổ chức đó, chính là vì một người phụ nữ đúng chứ? Vì để cứu một người phụ nữ, sau đó dẫn cô ta về Trung Hoa ở ẩn. Nhưng thật đáng tiếc có đoán đến đâu anh cũng chẳng thể ngờ người phụ nữ đó chẳng phải chết bởi kẻ thù, mà lại chết ngay trong tay anh đây nhỉ? yêu phong bỗng dập tắt đi nụ cười khí thế cả người đột nhiên tăng vọt còn kết lại càng thêm vui sướng cơ hồ đã cởi thắt được vết sẹo của yêu phong vô cùng thích thú với bộ dạng bối rối của anh ta lúc này vậy nên giờ anh đang thẹn quá hóa giận sao hả tôi tin rằng là anh ở trung hoa vẫn luôn không dám đối diện với sự thật rằng người phụ nữ mà anh yêu đến chết đi sống lại lại đến để giết mình nói xong cây tam lăng quân thích trên tay kết một lần nữa tấn công Lần này nó thoát khỏi bàn tay mà phần cán được buộc bởi dây thép. Yêu Phong lùi một bước, cơ hồ vươn tay rất chậm, nhưng tốc độ chậm rãi này vừa đủ để nắm lấy được thanh Tam Lăng Quân Thích. Sắc mặt kết đột nhiên thay đổi, ngay lập tức buông chiếc Tam Lăng Quân Thích của mình mà lùi về phía phòng làm việc. Yêu Phong lại bước một bước, chiếc Tam Lăng Quân Thích trong tay lao ra như viên đạn trực tiếp xuyên thủng chiếc tàu lượn kết mang đến. Loại uy lực này hoàn toàn có thể so sánh với đạn thật thậm chí còn mạnh hơn, dù sao đạn thật hoàn toàn không có khả năng mà xuyên thủng tàu. Yêu Phong bước đến, chỉ thấy tốc độ vô cùng nhanh, đến khi xuất hiện trước mặt kết thì đối phương vẫn chưa kịp thời phản ứng. Yêu Phong ngay lập tức trở lại trạng thái đỉnh cao, còn kết thì không thể nào ngờ Yêu Phong lại còn có thể làm được điều này. Anh ta kinh hãi lùi về sau, nhưng còn lùi nữa sẽ bị rơi xuống, nên không còn đường lui chỉ có thể bước lên mà lao về phía Yêu Phong. Yêu Phong điềm nhiên giơ một tay lên, Bùm! Cả căn phòng làm việc rung lên một phát, còn kết thì bay ra ngoài, lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống tự do. Nơi này cách mặt đất đến hai ba trăm mét, dù có là người mạnh đến cỡ nào cũng đừng mong còn mạng. Sau khi yêu phong giải quyết tất cả thì bước ra ngoài phòng làm việc, nhìn về phía xa xăm. Lúc này đây sự mơ hồ của anh ta gần như giảm đi rất nhiều. Diệp vô phong đã dẫn lâm thư âm tới tầng một, khi cửa thang máy mở ra diệp vô phong đã tung ra cú đấm đầu tiên. Trước cửa quả nhiên có sát thủ nằm vùng, súng trên tay đã sẵn sàng bóp cò. Nhưng tốc độ Diệp Vô Phong lại nhanh hơn, tên sát thủ chỉ cảm thấy lờ mờ và bay vút ra ngoài với toàn thân đau đớn. Ngay lúc này Trương Long Trương Hổ đều vô cùng cảnh giác đến cạnh Diệp Vô Phong, bên họ còn dẫn thêm 7, 8 cao thủ. Xông ra. Diệp Vô Phong tạm thời chưa rõ số lượng sát thủ nên để đảm bảo an toàn vẫn nên nhanh chóng tới cục Hồng Thuẫn. Bảo vệ giám đốc Diệp Diệp Vô Phong ôm lấy Lâm Thư Âm rồi nhìn tứ phía xung quanh, anh dùng chân móc lên khẩu súng tiểu liên dưới đất, cầm trong tay rồi đi ra ngoài. Trương Long báo cáo nói, xe đã chuẩn bị bên ngoài rồi ạ. À? Sao Tam Lăng Quân thích, một loại vũ khí được tín đồ quân đội ca ngợi, mọi người quen thuộc về nó với nhiều truyền thuyết đẫm máu. Nó sau khi đâm vào cơ thể sẽ nhanh chóng chảy máu, vết thương thường có hình dạng đặc biệt và không thể khâu lại được. Có người đồn loại vũ khí này đã bị Liên hợp quốc cấm vì quá mạnh và vi phạm tinh thần nhân đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 500.